Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 151. Diệp Huyên cũng gật đầu, ta cũng không phải là một đi không về. Tai Ếch bỗng hỏi, nhớ đâu ngươi không quay lại thì sao? Diệp Huyên cười nói, ta nhất định sẽ quay về, bởi vì nơi này có quá nhiều người ta còn bận lòng. Tai Ếch còn muốn nói gì đó thì lúc này, một giọng nói bỗng vang lên từ bên cạnh, đừng có lề mề lề mà nữa. Mọi người nghe thấy nhìn qua, một cô gái chậm chậm bước đến. Người đến chính là A Mệnh. A Mệnh nhìn Tai Ếch, hai người các ngươi ở lại nơi này cùng ta trấn giữ vũ trụ này. Nói rồi, nàng ta nhìn Đạo Nhất và Diệp Huyên, sống sót quay về, có vấn đề gì không? Đạo Nhất cười nói, không có. A Mệnh gật đầu, các ngươi đi đi, những người kia của ngươi, ta sẽ giúp ngươi chăm sóc bọn họ thật tốt. Diệp Huyên gật đầu, đi thôi. Nói rồi, hắn quay người rời đi. Lúc này, A Mệnh đột nhiên nhìn Đạo Nhất, đưa hắn quay về. Đạo Nhất gật đầu, được. Sau đó, Diệp Huyên để lại một chiếc nhẫn chứa đồ cho A Mệnh rồi nhóm người biến mất nơi chân trời. Hắn không từ biệt người khác, nhóm người A Mệnh nhìn chân trời, im lặng không nói. Trong nhẫn chứa đồ trên tay nàng ta ước chừng có hơn cả vạn đại đạo nguyên tinh. Nếu tận dụng tốt thì có thể bồi dưỡng được vô số cao thủ ý cảnh. Quan trọng nhất là, nàng ta và nhóm Tai Ếch cũng có thể dùng những đại đạo nguyên tinh này tiến đến trụ cảnh, thậm chí là trên trụ cảnh. Lúc này, Tai Ếch bỗng nói, bọn họ sẽ quay về, đúng chứ? Vẻ mặt A Mệnh vô cảm, chắc chắn. Tai Ếch nhìn A Mệnh, tại sao lại quyết định như vậy? A Mệnh nhìn Tai Ếch, cô gái váy trắng vô địch. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Tai Ếch. Nơi nào đó trong tinh không, tộc trưởng dị duy tộc nhìn tinh không sâu thẳm phía xa, im lặng không nói. Trước mặt Lý Thị Tín, có một bóng người đứng đó. Một lúc lâu sau, Lý Thị Tín nhẹ giọng nói, phương hướng kia, có lẽ hắn đi đến vĩnh sinh giới. Bóng người trầm giọng nói, hắn chui đầu vào chỗ chết sao? Lý Thị Tín lắc đầu, hắn muốn tìm đường sống trong chỗ chết. Bóng người có phần không hiểu, nghĩa là sao? Lý Thị Tín nhìn bầu trời, không giải thích gì. Bóng người không dám hỏi thêm. Trong sân trở nên yên tĩnh. Một lúc lâu sau, Lý Thị Tín nói, đi thôi. Nói xong, ông ta đã quay người rời đi. Bóng người trầm giọng nói, tộc trưởng, hiện tại hắn đã rời đi, nếu chúng ta ra tay, vũ trụ kia sẽ nằm trong tay chúng ta. Lý Thị Tín dừng bước. Ông ta quay đầu nhìn bóng người, chỉ cần hắn không chết, thì mọi thứ đều có khả năng. Hiểu không? Bóng người. Lý Thị Tín nhẹ giọng nói, Diệp Huyên lúc này so với Diệp Thần ban đầu mưu mô hơn nhiều, hơn nữa, cũng càng thần bí hơn. Hắn không chết thì dị duy tộc ta không thể bước vào vũ trụ này. Nói xong, ông ta quay người biến mất trong tinh không. Trong sân, bóng người kia thấp giọng thở dài. Tộc trưởng nhà mình gì cũng tốt. Chỉ là hành động quá thận trọng như vậy không phải chuyện gì xấu, nhưng nếu quá thận trọng thì cũng không phải chuyện tốt. Nhưng, lời này hắn ta cũng không dám nói, dù sao, hắn ta chỉ là kẻ tiểu tốt mà thôi. Bóng người lắc đầu, rồi biến mất nơi xa. Trong tinh không, nhóm người Diệp Huyên điên cuồng xuyên qua tinh không. Diệp Huyên nhìn tinh không phía xa, Mục Thánh, lúc cô ở vĩnh sinh giới. Có nghe nói đến thế lực kiếm minh này không? Mục Thánh lắc đầu, chưa từng nghe nói. Diệp Huyên nhìn Mục Thánh, chưa từng nghe nói. Mục Thánh gật đầu, chưa từng nghe qua. Đây chắc là thế lực bên ngoài vĩnh sinh giới. Diệp Huyên khẽ nói, thế lực của cha lại yếu thế như vậy sao? Mục Thánh thấp giọng nói, thế tử, đợi khi ngươi đến vĩnh sinh giới rồi, ngươi sẽ phát hiện, thế lực thế giới bên ngoài, thật sự rất rất yếu. Diệp Huyên cười nói, có lẽ vậy. Đạo Nhất bỗng nói, Mục Thánh, nói về các thế lực lớn trong vĩnh sinh giới xem, với cả tình hình của Diệp tộc, nói chung, chúng ta cần phải hiểu rõ Diệp tộc và cả vĩnh sinh giới này. Mục Thánh gật đầu, sau đó nói, trong vĩnh sinh giới, có rất ít thế lực, chỉ có 6. Tại vĩnh sinh giới, trong đại điện, Tăng Kiếp quỳ dưới đất, trước mặt hắn ta không xa chính là Diệp Lăng Thiên kia. Một lúc lâu sau, Diệp Lăng Thiên nhìn Tăng Kiếp, hắn nói với ngươi như vậy, cho nên ngươi quay về. Tăng Kiếp lập tức quỳ rạp xuống,
Diệp Lăng Thiên lắc đầu, một người sống mấy trăm nghìn năm như ngươi, lại bị một thằng nhóc hơn 20 tuổi lừa, ngươi là heo sao? Thân xác Tăng Kiếp đột nhiên nổ tung. Tăng Kiếp. Trong điện, sau khi cơ thể Tăng Kiếp nổ tung, linh hồn của hắn ta lại quỳ xuống một lần nữa. Tăng Kiếp quỳ rạp trên mặt đất, không dám nói lời nào. Diệp Lăng Thiên chậm chậm bước đến trước mặt Tăng Kiếp, bà ta chỉ như vậy nhìn xuống Tăng Kiếp, ngươi là sợ ta chờ mọi chuyện xong xuôi sẽ tính sổ. Tăng Kiếp run giọng nói, thuộc hạ biết sai rồi. Diệp Lăng Thiên cười nói, biết sai. Nói xong, bà ta đi đến cửa đại điện, ngươi có lo lắng này cũng là bình thường, kỳ thực, những năm gần đây ta cũng thường xuyên nhớ đến hắn, thậm chí có vài lúc, cũng sẽ có chút áy náy. Nghe vậy, Tăng Kiếp nhất thời không biết nói gì, muốn mắng người. Cửa đại điện, Diệp Lăng Thiên đột nhiên cười nói, nếu lúc trước hắn không vĩ đại như vậy, có lẽ bây giờ, chúng ta vẫn có thể đủ tiếp tục mẹ hiền con thảo. Tăng Kiếp úp mặt xuống đất, không dám nói lời nào. Cũng không muốn nghe những lời này. Đây không phải muốn lấy mạng sao? Lúc này, Diệp Lăng Thiên đột nhiên nói, đi xuống đi. Tăng Kiếp như chút được gánh nặng, lập tức hành lễ thật sâu, sau đó yên lặng rời đi. Lúc này, một giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên từ phía sau Diệp Lăng Thiên, tiểu thư, lão nô đi một chuyến. Diệp Lăng Thiên cười nói, sử nô, ngươi nói, đứa con ngoan này của ta tiếp theo sẽ làm gì? Phía sau Diệp Lăng Thiên, giọng nói khàn khàn kia lại vang lên, không biết. Đọc tiếp tại Tam Linh 247 nhé. Đừng đọc ở website ăn cắp chuyện. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía xa xa, cười nói, ta thật sự rất tò mò đấy. Phía sau, sử nô kia nói, lão nô đi một chuyến. Đúng lúc này, một bóng dáng đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Lăng Thiên, gia chủ, Diệp. Diệp thần đến cổng vào vĩnh sinh giới rồi. Nghe vậy, Diệp Lăng Thiên ngây người, sau đó cười to, ha ha. Hắn vậy mà đến vĩnh sinh giới rồi. Thật thú vị, ha ha. Diệp thần đến rồi. Không riêng gì Diệp tộc, giờ phút này, cả vĩnh sinh giới đều đã biết. Diệp thần là ai? Thiên tài yêu nghiệt nhất cả vĩnh sinh giới năm đó. Mà hiện tại, hắn đã trở lại. Chấm 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 chấm. Trước cổng vĩnh sinh. Diệp Huyên nhìn những thi thể chi chít ở bốn phía, trầm lặng không nói. Những người này là những cao thủ muốn tiến vào vĩnh sinh giới. Mà ở đây thấp nhất cũng đều là cao thủ ý cảnh. Trong đó cũng có không ít trụ cảnh. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là bên ngoài và vĩnh sinh giới này chênh lệch quá nhiều. Lúc này, trong không gian đột nhiên xuất hiện rất nhiều hơi thở không rõ ràng. Mục Thánh bên cạnh Diệp Huyên lập tức thay đổi sắc mặt, đây là tử nhân vệ của Diệp tộc, là thân binh của người phụ nữ kia. Diệp Huyên cười nói, đừng hoảng. Mục Thánh nhìn thoáng qua Diệp Huyên, không nói gì. Bốn phía, những cao thủ Diệp tộc trong bóng tối kia cũng không động thủ. Lúc này, cánh cổng vĩnh sinh đột nhiên bị mở ra. Thấy vậy, Diệp Huyên đột nhiên nói, đi. Nói xong, hắn lập tức dẫn theo mọi người xông về phía cánh cổng vĩnh sinh kia. Mà đúng lúc này, một hơi thở khủng bố đột nhiên bao trùm lấy đám người Diệp Huyên, cùng lúc đó, một ông lão áo bào đen chắn trước mặt đám Diệp Huyên. Ông lão không nói nhiều lời, trực tiếp hóa thành tàn ảnh lao về phía Diệp Huyên. Hiển nhiên, là muốn giết Diệp Huyên, không muốn để hắn tiến vào vĩnh sinh giới. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên tức giận chỉ ông lão áo bào đen kia, láo xược. Âm thanh vang vọng như sấm, chấn động sao trời. Ông lão áo bào đen nhất thời ngừng lại, ông ta nhìn Diệp Huyên, trong mắt hiện lên chút kiêng kỵ. Diệp thần. Năm đó ở Diệp tộc, uy danh của hắn thậm chí có dạo còn vượt qua Diệp Lăng Thiên. Tuy rằng đã qua nhiều như vậy năm, nhưng trong lòng người Diệp tộc vẫn tồn tại sự kiêng nể đối với hắn. Diệp Huyên nhìn ông lão áo bào đen, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, chuyện giữa mẹ con chúng ta sau một người ngoài cuộc như ngươi có thể nhúng tay vào. Cút sang một bên đi, chuyện giữa mẹ con, nghe vậy, khóe miệng ông lão áo bào đen khẽ giật. Đây quả thật là chuyện giữa hai mẹ con hắn. Làm thế nào? Ông lão áo bào đen có chút khó xử. Bởi vì cho đến bây giờ, gia chủ vẫn chưa ra bất cứ chỉ thị gì. Đây là giết hay là không giết?
Theo như ông ta thấy, gia chủ chắc chắn không hy vọng Diệp Huyên trở về, nhưng là, ông ta lại có chút băn khoăn. Ngộ nhớ ông ta đoán sai thì làm sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên đi về phía cổng Vĩnh Sinh. Ông lão áo bào đen nhìn Diệp Huyên, vẫn là có chút do dự. Sốt cuộc ra tay hay không ra tay? Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên tăng tốc, trực tiếp hóa thành kiếm quang tiến vào Vĩnh Sinh giới. Ông lão áo bào đen. Đám người đạo nhất cũng là vội vàng đi vào theo. Sau khi tiến vào Vĩnh Sinh giới, Diệp Huyên nhìn thoáng qua bốn phía, không thể không nói, linh khí ở nơi này nồng đậm hơn ở bên ngoài ít nhất cả trăm lần. Gấp trăm lần. Đây là cái khái niệm gì? Tu luyện ở trong này so với tu luyện ở bên ngoài, quả thật là một trời vực. Khi đạo nhất nhìn thấy linh khí ở nơi này, sắc mặt cũng dần trở nên nghiêm trọng vô cùng. Diệp tộc đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng ta. Thế lực ở nơi như thế này, phải khủng bố đến mức nào? Đọc tiếp tại Tam Linh 247 nhé. Loại linh khí như này, cho dù là một phế vật cũng có thể tu luyện thành cao thủ. Đạo nhất nhìn về phía Diệp Huyên, giờ phút này, trong mắt nàng ta tràn ngập lo lắng. Diệp tộc hùng mạnh như thế, thiếu chủ nhà mình làm thế nào để chống lại? Bên cạnh Diệp Huyên, sắc mặt của Mục Thánh và A Tị cũng đều vô cùng phức tạp. Bọn họ lại trở về nơi này. Nhưng đã là cảnh còn người mất. Tất cả đều đã khác rồi. Dường như nghĩ đến cái gì, Mục Thánh vội vàng nói, Thế tử, chúng ta đến Tiêu tộc. Diệp Huyên nhìn về phía Mục Thánh, Tiêu tộc. Mục Thánh gật đầu, Tiêu tộc là tộc lớn đứng đầu Vĩnh Sinh giới bây giờ, chỉ có bọn họ mới có thể thực sự không sợ Diệp tộc. Chúng ta có thể đến Tiêu tộc tìm kiếm sự bao che từ Tiêu tộc. Diệp Huyên cười nói, Mục Thánh ngốc, ngươi cảm nhận được những hơi thở không rõ ràng ở xung quanh không? Mục Thánh nhìn thoáng qua bốn phía, trong bóng tối xung quanh, có tồn tại vô số hơi thở mạnh mẽ. Diệp Huyên cười nói, nếu bây giờ chúng ta đến Tiêu tộc, những người này sẽ lập tức ra tay. Mà sở dĩ bây giờ bọn họ chưa ra tay, là bởi vì bọn họ vẫn chưa biết ý đồ của chúng ta là gì. Nhưng nếu như chúng ta đi đầu quân cho địch, ngươi nói, bọn họ sẽ để chúng ta đi không? Sắc mặt Mục Thánh có chút khó coi, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Diệp Huyên mỉm cười, đến Diệp tộc. Mục Thánh kinh ngạc, đến Diệp tộc. Diệp Huyên gật đầu, chỉ có đi Diệp tộc, bọn họ mới không ra tay. Mục Thánh trầm giọng nói, nhưng một khi đến Diệp tộc rồi, thì sẽ không thể ra được. Diệp Huyên cười nói, chúng ta hiện tại có thể đi không? Mục Thánh nhìn thoáng qua bốn phía, lắc đầu. Diệp Huyên cười nói, vậy không phải đúng rồi. Đi thôi, dẫn ta đến Diệp tộc, ta muốn đến xem nơi Diệp thần từng lớn lên. Mục Thánh nhìn thoáng qua Diệp Huyên, được. Nói xong, nàng ta đi hướng về phía xa. Diệp Huyên và đạo nhất cùng đi theo. Mà khi nhìn thấy đám người Diệp Huyên tiến về phía Diệp tộc, tất cả mọi người ở đây đều ngơ ngác. Đây là muốn đến Diệp tộc. Không chỉ cao thủ của các tộc khác, chính những cao thủ của Diệp tộc cũng sửng sốt. Thế tử muốn làm gì? Nơi bóng tối nào đó, một người đàn ông thanh niên đột nhiên cười nói, thú vị đấy. Phía sau người đàn ông thanh niên còn có một cô gái áo trắng đi theo. Trên ngực trái của hai người có thêu một chữ tiêu nhỏ. Rõ ràng, là người của tiêu tộc, cô gái áo trắng nhìn thoáng đám người Diệp Huyên ở xa xa. Đây là Diệp thần kinh diễm cả Vĩnh Sinh giới năm đó. Ta thấy cũng chẳng ra sao. Người đàn ông thanh niên lắc đầu, Càn Nhi không thể nói như vậy. Năm đó khi ở Vĩnh Sinh giới, người này hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu, không chỉ thế hệ trẻ, ngay cả thế hệ trước cũng không có mấy người có thể áp chế hắn. Cho đến bây giờ, những kỷ lục mà hắn tạo ra ở núi Lâm Uyên, vẫn không người nào có thể phá. Lâm Uyên. Nghe vậy, sắc mặt cô gái áo trắng trở nên nghiêm túc. Người thanh niên lại nói, các tiền bối nhắc đến Diệp thần này, đều là vô cùng thán phục. Thậm chí ngay cả gia tộc năm đó cũng từng nói, nếu năm đó Diệp tộc không xảy ra biến cố, tiêu tộc ta căn bản không thể trở thành tộc lớn đứng đầu Vĩnh Sinh giới. Không chỉ như thế, cả mấy gia tộc lớn ở Vĩnh Sinh giới đều bị Diệp thần áp chế. Cô gái áo trắng trầm giọng nói, quá xuất sắc cũng không phải chuyện gì tốt.
Người thanh niên cười nói, quả thật là như thế, nhưng mà, loại chuyện như ở Diệp tộc cũng thuộc về số ít. Dù sao, không muốn con trai vượt qua mẹ, vẫn là. Nói đến đây, hắn ta dường như kiêng dè điều gì, không nói thêm gì nữa. Tuy rằng Tiêu tộc là tộc lớn đứng đầu vĩnh sinh giới, nhưng hắn ta cũng không có tư cách nói tộc trưởng Diệp tộc, đặc biệt là tộc trưởng này còn cực kỳ không bình thường. Người tàn nhẫn bậc nhất. Diệp Lăng Thiên của Diệp tộc chính là người tàn nhẫn bậc nhất ở vĩnh sinh giới. Ngay cả con trai cũng dám giết, còn không phải tàn nhẫn. Xa xa, đám người Diệp Huyên đã biến mất. Cô gái áo trắng đột nhiên nói, nhị ca, huynh nói xem lần này hắn chủ động đến Diệp tộc, mục đích là gì? Người thanh niên cười nói, không thể nhìn thấu. Cô gái áo trắng nhẹ giọng nói, thái độ của các gia chủ như thế nào? Muốn nhúng tay không? Người thanh niên cười nói, nhúng tay làm cái gì? Chúng ta xem kịch hay là được rồi. Nói xong, hắn ta quay đầu nhìn thoáng qua bên phải, phía bên phải cách đó không xa có một người đàn ông đứng đó. Trên ngực trái của người đàn ông có thêu một chữ cổ nho nhỏ. Cổ tộc. Một trong tứ đại gia tộc của vĩnh sinh giới, cổ tộc. Người thanh niên ôm quyền, cười nói, hóa ra là cổ liệt huynh. Huynh cũng đến đây. Xa xa, người đàn ông tên cổ liệt kia nhìn thoáng qua người thanh niên, Tiêu Quyết, thái độ của Tiêu tộc ngươi như thế nào? Tiêu Quyết cười ha ha, đây là chuyện của Diệp tộc, liên quan gì đến Tiêu tộc chúng ta? Cổ liệt lạnh nhạt nói, nếu Diệp thần nhận sai, Diệp tộc lại lần nữa tiếp nhận hắn thì sao? Tiêu Quyết chớp chớp mắt, cổ liệt huynh, người là đang nói đùa sao? Cổ liệt khẽ cười, không hẳn là không có khả năng, không phải sao? Tiêu Quyết cười to nói, cổ liệt huynh, năm đó Diệp tộc đã chết thảm đến mấy chục nghìn người. Món nợ máu này, người cho là có thể dễ dàng xóa đi sao? Cổ liệt nhìn về phía xa xa, cười nói, ta nói ngộ nhỡ thì sao? Tiêu Quyết híp mắt lại, nụ cười dần cứng đờ. Cổ liệt nhún vai, năm đó Diệp thần đáng sợ đến mức nào, Tiêu tộc ngươi hẳn là biết rõ, ngộ nhỡ hắn trở về Diệp tộc, ngươi nói. Liệu vĩnh sinh giới chúng ta có xáo trộn lại lần nữa không? Ha ha! Nói xong, hắn ta xoay người rời đi. Tại chỗ, Tiêu Quyết vẻ mặt bình tĩnh, không biết suy nghĩ cái gì. Chấm chấm chấm. Diệp tộc. Dưới sự dẫn dắt của Mục Thánh, đám người Diệp Huyên chỉ chốc lát đã đến Diệp giới. Đây là một tiểu giới mà Diệp tộc tự mở ra ở vĩnh sinh giới, một mình hưởng thụ linh khí của một tiểu giới. Khi tiến vào Diệp giới, Diệp Huyên nhìn thấy một tòa thành cổ to lớn, thành cổ bay lơ lửng giữa không trung, chiếm diện tích nghìn dặm, cực kỳ khí thế. Diệp thành. Mà khi đoàn người của bọn hắn đến cửa thành Diệp thành, phía trên cửa thành Diệp thành có treo 19 người. 19 người chết vô cùng thê thảm, toàn thân của bọn họ cắm đầy các đinh nhỏ màu đỏ máu, ngoài điều đó ra, dưới chân 19 người có một ngọn lửa màu mây. Khi nhìn thấy 19 người này, sắc mặt của Mục Thánh lập tức trở nên dữ tợn, thế tử, bọn họ chính là 19 thần tướng đi theo ngươi năm đó. Thật ác độc. Lúc này, giọng nói của thú thần đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyên, tiểu tử, bọn họ chưa chết, nhưng linh hồn của bọn họ bị nhốt ở trong thân thể, hơn nữa đang bị một loại cấm thuật đáng sợ tra tấn linh hồn, loại đau khổ này. Cho dù là ta, sợ là cũng khó mà chịu đựng. Đột nhiên, phía trên cửa thành, người đàn ông cầm đầu dường như cảm nhận được điều gì, hắn ta đột nhiên mở mắt nhìn về phía Diệp Huyên ở dưới, khi nhìn thấy Diệp Huyên, người đàn ông hơi ngẩn người, ngay sau đó, hắn ta liền chảy nước mắt, thế tử. 18 người còn lại cũng đều mở mắt, khoảnh khắc khi nhìn thấy Diệp Huyên, nước mắt của 18 người này trong chớp mắt giống như vỡ đê, vô số năm qua. Ngày đêm bị tra tấn linh hồn, 19 người không có một ai kêu la một tiếng. Càng không có một ai cầu xin tha thứ. Mà giờ phút này, 19 người lại khóc tựa như một đứa trẻ. Trước cửa thành, không một tiếng động. Diệp Huyên nhìn những người bị treo trên tường thành, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng tay phải hắn bất giác đã nắm chặt lại. Một lúc sau, Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, tay phải hắn kéo tay Đạo Nhất, nhẹ giọng nói, Đạo Nhất, ta trước kia không đáng để các ngươi yêu thương như vậy. Đạo Nhất im lặng. Nàng ta đã từng nhập hồn với Diệp Huyên, vì vậy, lúc này có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc của Diệp Huyên. Thật ra nàng ta biết, Diệp Huyên và Diệp Thần không giống nhau hoàn toàn.
tính cách cũng rất khác. Nếu ban đầu là Diệp Huyên, thì Diệp Huyên sẽ làm thế nào? Sẽ lựa chọn đi sao? Không. Chắc chắn hắn sẽ không chọn bỏ đi. Mà hắn sẽ dốc hết sức liều mạng với Diệp tộc. Cho dù có chết, hắn cũng sẽ không bỏ rơi những huynh đệ này. Mà Diệp thần đã bỏ đi. Nghĩ đến đây, Đạo Nhất thở dài trong lòng. Lúc này, đột nhiên Diệp Huyên đi đến dưới cửa thành, hắn ngẩng đầu nhìn 19 người kia có từng hối hận không? Người đàn ông đứng đầu cười điên cuồng, chưa từng hối hận. Diệp Huyên khẽ gật đầu, sau đó đi vào trong thành. Lúc này, người đàn ông đứng đầu bỗng lên tiếng, thế tử. Diệp Huyên dừng bước, hắn nhìn người đàn ông nhìn Diệp Huyên chằm chằm, thế tử, nếu trở lại năm đó, người sẽ làm thế nào? Diệp Huyên hỏi ngược, trong lòng có oán giận. Người đàn ông cứ nhìn Diệp Huyên như vậy, nước mắt rơi không ngừng, ta không hận, nhưng trong lòng ta có oán giận. Dưới trướng ta, 3.600 huynh đệ đánh đến chết, bọn họ chết rất thảm, không chỉ bản thân chết mà còn bị giết cả tộc. Nói đến đây, ông ta đột nhiên giống giận, thế tử, nếu như trở lại năm đó, người vẫn sẽ không phản kháng như năm đó sao? Diệp thần năm đó, khi biết được mẫu thân hắn muốn giết hắn, thật sự chưa từng phản kháng lại bao giờ. Đây chính là oán giận trong lòng người đàn ông. Diệp Huyên nhìn người đàn ông, nếu quay lại năm đó, ta và chư quân sẽ chiến đến khi linh hồn tan biến. Nói xong, hắn quay người đi vào trong thành. Phía sau, người đàn ông cười lớn điên cuồng. 18 người còn lại cùng cười lớn, nhưng cứ cười rồi lại bật khóc. Lúc này, âm thanh của Diệp Huyên ở phía xa truyền đến, sống cho tốt. Sống cho tốt. Trên cổng thành, người đàn ông dẫn đầu chậm chậm nhắm hai mắt lại, thế tử, chúng ta đã không thể cứu vãn, không còn cơ hội nữa rồi. Sau khi đi vào thành, trong thành yên tĩnh đến kỳ lạ, đường phố rộng lớn không một bóng người. Đạo Nhất đi bên cạnh Diệp Huyên, nàng ta nắm chặt tay Diệp Huyên. Ngay lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện không xa trước mặt Diệp Huyên. Người đàn ông trung niên mặc trường bào màu đen, lưng thẳng, tay cầm một miếng ngọc. Bên cạnh Diệp Huyên, hai người mục thánh vội kính cẩn thi lễ, bái kiến người thủ hộ Diệp Thiên. Diệp Thiên. Người này, chính là người thủ hộ của nhà họ Diệp. Diệp Thiên nhìn Diệp Huyên, đi theo ta. Diệp Huyên gật đầu, được. Diệp Huyên và hai người Diệp Thiên đi về phía xa, mà ba người Đạo Nhất thì lại chậm chậm theo phía sau. Đi được một lúc lâu, Diệp Thiên bỗng nói, tại sao lại đến Diệp tộc? Diệp Huyên cười nói, cùng đường rồi. Diệp Thiên nhìn Diệp Huyên, nơi này thì có đường sao? Diệp Huyên nhún vai, muốn thử xem. Diệp Thiên lắc đầu, người đã không còn cơ hội rồi. Rất thẳng thắn. Diệp Huyên cười nói, người đánh được bà ta không? Diệp Thiên lắc đầu, bây giờ không được nữa. Bởi vì bà ta có được quyền lợi của tộc trưởng và thánh vật kia nữa. Diệp Huyên khẽ gật đầu, nhưng nghĩ đến gì đó, hắn lại hỏi, tại sao bà ta không giết ngươi? Diệp Thiên liếc nhìn Diệp Huyên, không nghĩ ra sao. Diệp Huyên cười nói, ngươi đã đứng về phía bà ta. Diệp Thiên gật đầu, không chỉ vậy, Diệp tộc thật sự muốn chia tách rồi. Nói xong, ông ta khẽ dừng lại rồi nói tiếp, có trách ta không? Diệp Huyên lắc đầu, sao có thể trách ngươi được? Diệp Thiên lắc đầu, nếu lúc đầu ta thận trọng hơn, thì chuyện cũng không đến nỗi như vậy. Diệp Huyên cười nói, ta lúc đầu, căn bản không nghĩ đến chuyện phản kháng, đúng không? Diệp Thiên gật đầu, bà ta là người thân nhất của ngươi, trước đó, tình cảm của hai người vẫn rất tốt. Nói rồi, ông ta nhìn Diệp Huyên, đừng nên trách lúc đó hắn yếu đuối. Người phụ nữ đó có thể giết con, nhưng, không có nghĩa hắn có thể giết mẹ. Lúc đó hắn cũng đó chết tâm rồi. Diệp Huyên không nói gì. Quả thực, ai gặp phải chuyện này, e rằng cũng sẽ đau đớn như vậy. Diệp Thiên nhẹ giọng nói, Diệp tộc cũng không chịu đựng nổi nội chiến nữa. Ngươi hiểu ý ta chứ? Diệp Huyên cười nói, ta không hiểu. Diệp Thiên nhìn Diệp Huyên, ngươi dám quay về, trên người có rất nhiều nhân quả chưa biết, chứ không chỉ là Diệp tộc ta. Sau khi ngươi chuyển thế, thì kiếp này của ngươi không hề đơn giản. Ngươi muốn dùng nhân quả kiếp này chống lại kiếp trước. Nghe vậy, Diệp Huyên bỗng rùng mình trong lòng.
Thật kinh khủng. Diệp Thiên này là người bảo vệ của Diệp tộc, quả nhiên không hề đơn giản. Diệp Huyên thôi nghĩ ngợi, cười nói, tiền bối cảm thấy có thể lực nào có thể chống lại Diệp tộc không? Diệp Thiên khẽ nói, theo tình huống bình thường, thì bên ngoài Vĩnh Sinh giới không có bất kỳ thế lực nào cả. Nhưng, không gì là tuyệt đối. Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, nếu bên ngoài còn có thế lực mạnh hơn Vĩnh Sinh giới, thì ta cũng không bất ngờ. Diệp Huyên nhìn Diệp Thiên, ánh mắt có chút bất ngờ. Diệp tộc này không phải ai cũng tự đại. Diệp Thiên nhìn xung quanh, trận chiến năm đó, Diệp tộc ta tổn thất rất nhiều người tinh nhuệ, vì vậy đến hiện tại vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Nếu lại thêm một lần nữa, Diệp tộc sẽ không còn nữa. Diệp Huyên cười nói, bà ta muốn ta chết. Diệp Thiên không nói gì. Diệp Huyên lại nói, lần này, ta sẽ không ngồi đợi chết nữa. Ánh mắt Diệp Thiên có chút lo lắng, ngươi dám nói lời này, chứng minh thế lực sau lưng ngươi còn mạnh hơn ta tưởng. Nói rồi, ông ta nhìn Diệp Huyên, lần này ngươi quay về, là đến để báo thù. Diệp Huyên cười nói, không, lần này ta quay về, chỉ là muốn sống. Diệp Thiên nhìn Diệp Huyên, nếu bà ta muốn giết ngươi, cả Vĩnh Sinh giới này không ai có thể ngăn cản. Ta cũng không thể, trừ khi linh hồn tiên tổ xuất hiện, nhưng, có thể gọi hồn tiên tổ, cũng chỉ có bà ta. Hơn nữa, ngươi bây giờ, cho dù hồn tiên tổ xuất hiện cũng chưa chắc sẽ đứng về phía ngươi. Ngươi hiểu chứ? Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu. Hắn hiện tại, đã không còn hy vọng. Hắn trước kia, là người yêu nghiệt nhất của Diệp tộc. Nếu hồn tiên tổ xuất hiện cũng sẽ không để người phụ nữ đó làm loạn. Những trưởng lão còn lại của Diệp tộc cũng sẽ ngăn cản. Nhưng hiện tại, những người từng ủng hộ hắn, căn bản đều không còn. Ngay cả Diệp Thiên này hiện tại cũng sẽ không ủng hộ hắn. Nói đơn giản thì hiện tại hắn không còn giá trị nữa rồi. Diệp Thiên bỗng dừng bước, trước mặt hai người không xa có một người đàn ông trung niên đang đứng, người đàn ông trung niên mặc áo giáp. Tay cầm một thanh trường đao trong vỏ. Người đàn ông trung niên cứ nhìn Diệp Huyên như vậy, không nói gì. Diệp Huyên đã đoán được thân phận người này. Người này chắc chắn chính là Diệp Thiền thống lĩnh. Một trong ba người đã từng giúp đỡ hắn. Lúc này, Diệp Thiền đột nhiên xoay người rời đi. Diệp Thiên khẽ nói, ta chỉ có thể đưa ngươi đến đây. Diệp Huyên gật đầu, đa tạ. Diệp Thiên chỉ về đại điện phía xa, bà ta ở bên trong. Một khi ngươi bước vào, sống chết chưa biết, ta không thể trợ giúp. Diệp Huyên gật đầu, đã hiểu. Diệp Thiên vỗ nhẹ vai Diệp Huyên, bảo trọng. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Lúc này, ba người đạo nhất đã đến bên cạnh Diệp Huyên. Đạo nhất nhìn đạo điện phía xa, ta đi cùng ngươi. Diệp Huyên cười nói, tự ta đi. Đạo nhất nhìn Diệp Huyên khẽ nói, để một mình ta đối mặt đi. Đạo nhất khẽ cúi đầu, không nói gì. Diệp Huyên lấy lệnh bài đặt vào tay đạo nhất, cười nói, nếu ta chết ở bên trong thì nói cho Thanh Nhi và cha ta, ngoài hai người vữa nãy thì toàn bộ người của Diệp tộc nhất định phải chết. Một người cũng không giữ lại. Đọc tiếp tại Tam Linh 247 nhé. Đừng đọc ở website ăn cắp chuyện. Nói xong, hắn quay người đi về phía đại điện. Đạo nhất nhìn kiếm chủ lệnh trong tay, im lặng không nói. Nàng ta biết, Diệp Huyên là giao bùa cứu mạng cho nàng ta. Diệp Huyên sẽ chết sao? Đạo nhất nhìn phía xa, ánh mắt có chút phức tạp. Nàng ta biết, Diệp Huyên cũng không nắm chắc hoàn toàn. Hắn cũng đang cược mạng. Đạo nhất nhìn kiếm chủ lệnh trong tay, lúc này nàng ta có một nghi hoặc trong lòng. Nếu bản thân nàng ta dùng kiếm chủ lệnh thì sẽ có cao thủ đến giết Vĩnh Sinh giới này không? Liên minh kiếm đạo của người đàn ông áo xanh, có thể chống đỡ được Diệp tộc của Vĩnh Sinh giới kinh khủng này không? Đáp án không biết được. Bởi vì với tình hình trước mắt này, thì Diệp tộc rất rất mạnh. Ở phía xa, Diệp Huyên đi đến trước đại điện có một ông lão áo đen. Ông lão còng lưng, ánh mắt lại nhìn Diệp Huyên chằm chằm như lưỡi kiếm. Không hề che giấu sát ý. Diệp Huyên nhìn ông lão lưng còng, cười nói, muốn giết ta. Ông lão lưng còng khàn giọng nói, ngươi cho rằng ta không dám. Diệp Huyên đi đến trước mặt ông lão lưng còng, cười nói, đến đi. Ông lão lưng còng khẽ nheo mắt,
tay phải ông ta dần siết chặt. Diệp Huyên cười nói, chủ nhân chưa lên tiếng, một con chó như ngươi há lại dám rét ai. Ta nói đúng chứ? Ông lão lưng còng nhếch miệng cười, thế tử nói đúng, lão nô chỉ là một con chó của gia chủ, nhưng thế tử thì sao? Bây giờ e rằng thế tử cũng chẳng bằng một con chó. Diệp Huyên chớp mắt, ngươi đang nói con trai của chủ nhân ngươi không bằng một con chó sao? Vẻ mặt tươi cười của ông lão lưng còng cứng đờ. Diệp Huyên cười ha ha, chó chính là chó, làm gì cũng phải nhìn sắc mặt chủ nhân. Mà chuyện khiến ta kinh ngạc là, ngươi làm chó mà lại còn có cảm giác hơn người, ngươi còn mặt dày hơn cả tiểu tháp nữa. Tiểu tháp chợt có chút bất mãn, tiểu chủ, ta có lúc nào mặt dày chứ? Diệp Huyên cười nhạt, quên mất ngươi đang ở trong cơ thể ta. Lần sau đợi lúc ngươi không có mặt rồi lại nói xấu ngươi. Tiểu tháp. Diệp Huyên không quan tâm đến ông lão lưng còng, mà hắn đi về phía đại điện kia. Ở phía sau, ông lão lưng còng kia nhìn Diệp Huyên chằm chằm, vẻ mặt u ám đáng sợ. Sau khi Diệp Huyên bước vào trong đại điện, cả đại điện rộng lớn vô cùng yên tĩnh. Diệp Huyên nhìn phía xa, có một người phụ nữ ngồi đó, người phụ nữ đang nhìn bản sớ trong tay, như thể rất bận. Diệp Huyên khẽ cười, hắn đi đến trước mặt người phụ nữ, lúc này, người phụ nữ chợt nói, để ngươi không cô đơn, ta đã đưa những người bạn và người thân của ngươi đến vĩnh sinh giới rồi. Nói rồi, người này nhìn Diệp Huyên, khẽ nhếch miệng, mẫu thân đối xử với ngươi có tốt không? Đều đưa đến vĩnh sinh giới. Diệp Huyên nhìn Diệp Lăng Thiên trước mặt, một lúc sau, hắn khẽ cười, linh khí nơi này rất nhiều, bọn họ có thể đến nơi này, cũng là một chuyện tốt. Chuyện tốt, ở phía xa, Diệp Lăng Thiên khẽ nhếch miệng, đúng là một chuyện tốt. Diệp Huyên nhìn xung quanh, có thể hỏi vài vấn đề không? Diệp Lăng Thiên nói, có thể. Nói rồi, bà ta khẽ dừng lại rồi nói tiếp, đừng hỏi mấy chuyện ngây thơ kia. Diệp Huyên nói, có thể nhìn thấy vĩnh sinh khí được không? Diệp Lăng Thiên mở lòng bàn tay, một luồng linh khí đột nhiên bay đến trước mặt Diệp Huyên. Linh khí kia có màu trắng tinh khiết, không hề có chút tạp chất nào, vô cùng tinh khiết. Diệp Huyên quan sát kỹ lưỡng vĩnh sinh khí, sau đó hắn phát hiện, vĩnh sinh khí này và tử khí hồng mông của Tiểu Bạch không giống nhau lắm. Tác dụng khác nhau. Tử khí của Tiểu Bạch không thua kém gì vĩnh sinh khí này. Nhưng, tử khí của nó không có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Mà vĩnh sinh khí này thì không có tác dụng phục hồi như tử khí. Lúc này, Diệp Lăng Thiên ở phía xa đột nhiên đóng bản sớ trong tay lại, bà ta đứng dậy đi đến trước mặt Diệp Huyên, sau đó đưa bản sớ trong tay đến trước mặt Diệp Huyên, xem thử xem. Diệp Huyên nhận lấy bản sớ mở ra nhìn, bên trong toàn bộ đều là chuyện liên quan đến hắn. Tất cả mọi chuyện từ khi ở Thanh Thành cho đến hiện tại. Mỗi một chuyện nhỏ đều ghi chép lại rõ ràng kỹ lưỡng. Diệp Lăng Thiên cười nói, lật đến trang cuối. Diệp Huyên lật đến trang cuối cùng chỉ có bốn chữ, Thiên Mệnh, Dương Diệp. Cha và Thanh Nhi. Diệp Lăng Thiên cười nói, hai người này chính là chỗ dựa để ngươi dám đến nơi này, ta nói đúng chứ? Diệp Huyên hỏi ngược, đây chính là nguyên nhân mà bà khiến ta đến nơi này, đúng chứ? Diệp Lăng Thiên khẽ cười, ngươi nghĩ sao? Diệp Huyên đi đến bên cạnh ngồi xuống, hắn nhìn Diệp Lăng Thiên, ta thấy, dùng mấy trò mưu mô kia thực sự chẳng thú vị gì. Vì vậy, ta cũng không phải ẩn nấp che giấu nữa. Không sai, ta chính là có người, ta chính là có chỗ dựa. Diệp Lăng Thiên nhìn Diệp Huyên, cười nói, ngươi đang đe dọa ta sao? Diệp Huyên cười nói, nào, giết ta đi. Khóe miệng Diệp Lăng Thiên nhếch cười dần biến mất. Diệp Huyên đi đến trước mặt Diệp Lăng Thiên, hắn nhìn thẳng Diệp Lăng Thiên, ta, muốn chết. Muốn chết. Lời này vừa thốt ra, cả đại điện đột nhiên trở nên im lặng như tờ. Trong tối, ông lão lưng còng kia nhìn Diệp Huyên, ánh mắt vẫn đầy sát ý, nhưng lúc này trong lòng ông ta lại càng kinh sợ hơn. Chưa bao giờ có người dám kiêu ngạo như vậy trước mặt gia chủ. Trước giờ chưa từng có. Diệp Huyên bỗng cười nói, giết ta rồi, bà có thể loại kẻ hậu họa, cho nên, bà còn đợi gì nữa chứ? Diệp Lăng Thiên đột nhiên vươn tay ra điểm giữa hàng mày Diệp Huyên, bà ta nhếch miệng cười nhạt, ngươi cho rằng ta không dám sao? Diệp Huyên chớp mắt, đến đi, ta tuyệt đối sẽ không đánh trả. Diệp Lăng Thiên nhìn Diệp Huyên,
ngón tay bà ta cứ điểm vào giữa hàng mày Diệp Huyên như vậy. Chỉ cần ngón tay này rơi xuống, Diệp Huyên chắc chắn sẽ chết. Diệp Huyên lúc này, hoàn toàn không có khả năng chống lại bà ta. Cả đại điện đều rơi vào yên tĩnh. Một lúc sau, Diệp Lăng Thiên bỗng rút tay về, cười nói, đứa bé ngốc, mẫu thân thấy con vui mừng còn không hết, sao lại giết con được chứ? Nói rồi, bà ta nhìn ông lão còng lưng cách đó không xa, Sửu Nô, đưa thế tử quay về nghỉ ngơi. Sửu Nô nhìn Diệp Huyên, thế tử, xin mời. Diệp Huyên cười nói, vậy ta về nghỉ ngơi trước, nếu Diệp tộc trưởng có gì chưa điều tra rõ ràng, có thể đến hỏi ta bất cứ lúc nào. Nó xong, hắn quay người rời đi. Diệp Lăng Thiên nhìn Diệp Huyên rời đi, vẻ mặt bình tĩnh, không biết đang nghĩ gì. Không lâu sau, Sửu Nô kia đã quay về trong điện. Sửu Nô khẽ thi lễ, tộc trưởng, kẻ này chẳng qua chỉ là cáo mượn oai hùng, người. Diệp Lăng Thiên nhìn Sửu Nô, người cảm thấy hắn đang tỏ ra cáo mượn oai hùng sao? Sửu Nô nhìn Diệp Lăng Thiên, chẳng lẽ người sau lưng hắn còn mạnh hơn Diệp tộc ta? Diệp Lăng Thiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, cười nói, Sửu Nô, trong vũ trụ rộng lớn này, người có cảm thấy Diệp tộc ta vô địch không? Vô địch. Sửu Nô do dự chốc lát, cũng không nói gì. Tuy Diệp tộc mạnh, nhưng chắc chắn không phải vô địch, ít nhất vở vĩnh sinh giới này cũng không dám nói là vô địch. Diệp Lăng Thiên cười nói, hắn không phải là cáo mượn oai hùng, mà hai người sau lưng hắn quả thực không hề đơn giản, đương nhiên, đây không phải nguyên nhân ta không giết hắn, giữ hắn lại, lợi ích nhiều hơn. Sửu Nô có chút khó hiểu, lợi ích thế nào? Diệp Lăng Thiên cười nói, năm đó sau khi giết hắn, thế hệ trẻ Diệp tộc ta từ lúc đó không còn người kế tục, cho nên hiện tại thế hệ trẻ Diệp tộc ta lại bị các tộc khác đè ép, cũng khiến chúng ta không có quyền lên tiếng ở núi Vĩnh Sinh này. Núi Vĩnh Sinh, Sửu Nô im lặng, không thể không nói, sau khi giết Diệp thần, cả Diệp tộc cho đến bây giờ cũng chưa từng xuất hiện một thiên tài nào như vậy. Không người kế tục, Sửu Nô trầm giọng nói, tộc trưởng muốn lợi dụng hắn chống lại tộc khác, tranh giành quyền lên tiếng của Diệp tộc ta ở núi Vĩnh Sinh này. Diệp Lăng Thiên cười nói, hiện tại tiêu tộc chắc chắn đều đang đợi xem chuyện cười của Diệp tộc ta. Thậm chí còn có gia tộc còn đang muốn ngầm ủng hộ hắn, mưu tính chèn ép Diệp tộc ta, người nói xem, nếu hắn đột nhiên biến thành một thanh kiếm sắc của Diệp tộc ta, thanh kiếm đâm vào bọn họ sẽ có vẻ mặt gì đây? Sửu Nô trầm giọng nói, tộc trưởng, hắn không dễ bị kiểm soát, hơn nữa, nếu để trưởng thành. Nói đến đây, ông ta không nói gì thêm. Diệp thần năm đó trưởng thành quá nhanh, nhanh đến mức thoát khỏi khống chế của tộc trưởng, nên mới xảy ra những chuyện về sau. Diệp Lăng Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, hắn bây giờ, không thể trở mình. Sửu Nô khẽ gật đầu, không nói gì. Diệp tộc hiện tại, ngay cả là Diệp Thiên và Diệp Thiền cũng sẽ không đứng cùng phía Diệp Huyên. Diệp thần trước kia, có thể đưa Diệp tộc đến một tầm cao mới, thậm chí thay đổi toàn bộ nhà họ Diệp. Vì vậy hắn mới có nhiều người ủng hộ như vậy. Còn hiện tại thì sao? Với suy đoán của Diệp tộc, Diệp Huyên hiện tại rất bình thường. Hơn nữa, năm đó những người trung thành với Diệp Huyên về cơ bản đều đã bị giết sạch, hiện tại nếu Diệp Huyên muốn lật đổ Diệp tộc, căn bản không có khả năng. Lúc này, Diệp Lăng Thiên bỗng nói, đi xuống đi. Sửu Nô khẽ thi lễ, lẳng lặng lui xuống. Lúc này, Diệp Lăng Thiên lại nói, đi điều tra hai người sau lưng hắn. Trong tối, một giọng nói đột nhiên vang lên, vâng. Diệp Lăng Thiên khẽ cười, không giết ngươi, không phải vì sợ người sau lưng, mà là muốn chơi đùa cùng ngươi. Nói xong, bà ta quay người đi ra khỏi điện. Sau khi Diệp Huyên rời khỏi đại điện, hắn đi đến trước mặt Đạo Nhất, cười nói, không có gì. Đạo Nhất để kiếm chủ lệnh vào trong tay Diệp Huyên, vậy thì tốt. Diệp Huyên cười nói, đi. Nói rồi, hắn đưa ba người Đạo Nhất đến trước cổng thành, hắn nhìn 19 người đang bị treo, sau đó, hắn trực tiếp rút kiếm ra. Mà lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Ông lão lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, chưa có mệnh lệnh của gia chủ, bất kỳ ai cũng không thể thả bọn họ. Diệp Huyên không nói rông dài, trực tiếp lao đến. Sau đó rút kiếm chém mạnh. Thuật rút kiếm, lúc này, hắn trực tiếp sử dụng thần thủ quyết và huyết mạch chi lực.
Thấy Diệp Huyên ra tay, ánh mắt ông lão trở nên hung tàn, ông ta lập tức đánh mạnh một quyền. Một quyền này vừa đánh ra, thoáng chốc dòng sông thời gian lập tức xuất hiện trước mặt ông ta. Ầm ầm. Một kiếm của Diệp Huyên chém xuống, dòng sông thời gian kia lập tức rung chuyển, mà ông lão ở phía sau thoáng chốc đã lùi đi cả mấy trăm trượng. Ngay khi ông lão dừng lại, thì Diệp Huyên đã đưa 18 người kia xuống. Vẻ mặt ông lão hung tợn, đang định ra tay lần nữa thì lúc ấy, một giọng nói bỗng vang lên từ trong đầu ông ta. Ông lão lập tức dừng lại. Ở phía xa, Diệp Huyên nhìn người đàn ông dẫn đầu trước mặt, tên gì? Người đàn ông nói, Trúc Ngôn. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, vô số tử khí bay ra từ trong tay hắn, sau khi hấp thụ những tử khí này, thân thể Trúc Ngôn dần dần khôi phục. Trúc Ngôn lắc đầu, hồn phách chúng ta đều nằm trong tay người phụ nữ kia. Nghe vậy, Diệp Huyên khẽ nhíu mày. Lúc này, Diệp Lăng Thiên đột nhiên xuất hiện trước cổng thành, bà ta nhìn Diệp Huyên, cười nói, ta không ngờ ngươi lại thiếu kiên nhẫn như vậy. Nếu đã như thế thì chúng ta đẩy nhanh tiến độ chút vậy. Muốn cứu bọn họ, không phải không thể, nhưng có điều kiện. Diệp Huyên nhìn Diệp Lăng Thiên, điều kiện gì? Diệp Lăng Thiên cười nói, núi Vĩnh Sinh có 6 quặng tinh Vĩnh Sinh, nhà họ Diệp ta hiện tại không có dù chỉ một quặng, ta muốn ngươi đến giành lấy một quặng cho nhà họ Diệp ta, hơn nữa, ta không muốn tộc khác, ta muốn của Hách Lạp tộc. Hách Lạp tộc. Diệp Huyên cười nói, tính toán của bà không hề tầm thường. Diệp Lăng Thiên cười nói, ngươi có thể từ chối. Nói rồi, bà ta khẽ vung tay. Nhóm người Trúc Ngôn lại bị treo lên lại. Diệp Lăng Thiên nhìn Diệp Huyên, cười nói, ta không vội, ta có thể từ từ chờ đợi. Ngươi suy nghĩ kỹ rồi đến tìm ta. Nói xong, bà ta quay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, không cần nghĩ, bây giờ ta sẽ đi. Diệp Lăng Thiên dừng bước, bà ta quay người nhìn Diệp Huyên, quên nói một chuyện, chính là, Diệp tộc ta sẽ không cho ngươi sự trợ giúp nào, ngươi phải dựa vào bản thân mình giành lấy. Diệp Huyên cười nói, được, nhưng, ta cũng có một điều kiện, chính là để bọn họ xuống trước, cho bọn họ thể diện, chút yêu cầu này không quá đáng chứ. Diệp Lăng Thiên cười nói, nếu ta nói là quá đáng thì sao? Diệp Huyên lắc đầu. Nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này mà bà cũng cảm thấy quá đáng, vậy thì ta thấy chúng ta không cần phải nói chuyện nữa rồi. Diệp Lăng Thiên cười nói, thật ra, quá đáng hay không quyết định ở thực lực ngươi, mà thực lực hiện tại của ngươi khiến ta cảm thấy rất quá đáng, bởi vì ta thấy ngươi không có tư cách gì để đàm phán với ta. Nếu thực lực ngươi đủ, ta cảm thấy đây cũng chỉ là một chuyện rất nhỏ, đương nhiên. Nói rồi, bà ta dừng lại rồi nói tiếp, đối với ngươi, ta có thể có ngoại lệ. Dù sao, người cũng là con trai ruột ta. Nói xong, bà ta khẽ vung tay. Nhóm người Trúc Ngôn lập tức được thả ra. Diệp Lăng Thiên nhìn Diệp Huyên, ta đợi tin tốt của ngươi. Diệp Huyên bỗng nói, ngươi sẽ không thất hứa chứ. Diệp Lăng Thiên cười nói, 19 người các ngươi đối với ta mà nói, không những không có sức uy hiếp, mà càng không có tác dụng gì. Giết hay không giết, đều dựa vào tâm tình ta. Vì vậy, ngươi cứ yên tâm, nếu ngươi có thể đoạt được quảng tinh Vĩnh Sinh của núi Vĩnh Sinh, ta sẽ thả bọn họ. Diệp Huyên nhìn Diệp Lăng Thiên chằm chằm, nếu ngươi nuốt lời thì sao? Diệp Lăng Thiên chớp mắt, vậy ta sẽ đoạn tử tuyệt tôn, đời sau chết hết. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Lúc này, tim hắn như nổ tung rồi. Đoạn tử tuyệt tôn. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên lập tức đen lại. Đây là đang nói tiếng người sao? Diệp Lăng Thiên cười ha ha một tiếng rồi quay người rời đi. Bên cạnh Diệp Huyên, Đạo Nhất đột nhiên nói khẽ, người phụ nữ này không có tình cảm. Không có tình cảm. Diệp Huyên gật đầu, thật ra hắn đã cảm nhận được rồi. Trước kia hắn nghe Niệm Tỷ nói một câu rằng, rất nhiều người sống càng lâu thì càng vô tình. Trong lòng những người đó chỉ có Vĩnh Sinh và Đại Đạo. Trừ cái đó ra, tất cả những thứ khác đều là mây trôi. Nhưng mà, khiến hắn không rõ chính là, vì sao Thanh Nhi lại trọng tình như vậy? Cũng không đúng, từ đầu đến cuối Thanh Nhi chỉ đối xử tốt với một mình hắn. Đối với người khác, Thanh Nhi còn đáng sợ hơn tộc trưởng Diệp tộc này. Lúc này, Đạo Nhất đột nhiên nói, ngươi thật sự muốn đi dãy núi Vĩnh Sinh tranh đoạt mỏ tinh kia sao?
Diệp Huyên gật đầu. Đạo Nhất nhìn Diệp Huyên, người hẳn phải biết mục đích của bà ta. Diệp Huyên cười nói, ta biết. Đạo Nhất nói, có cách đối phó. Diệp Huyên gật đầu, hắn đi đến trước mặt đám người Trúc Ngôn kia, mở lòng bàn tay ra, một số nguyên tinh đại đạo xuất hiện trước mặt đám người Trúc Ngôn, các người trị thương cho tốt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trúc Ngôn đột nhiên nói, bà ta muốn lợi dụng ngươi. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Trúc Ngôn lắc đầu, thế tử, chúng ta đã không còn hy vọng. Diệp Huyên cười nói, vậy chẳng lẽ cứ ngồi chờ chết sao? Nói xong, hắn mang theo ba người Đạo Nhất đi về nơi xa. Sau lưng, Trúc Ngôn khẽ thở dài một hơi. Trong đại điện, Diệp Lăng Thiên đứng trong đại điện, trước mặt bà ta là Sửu Nô kia. Diệp Lăng Thiên đột nhiên cười nói, Sửu Nô, người nói xem, hắn sẽ làm như thế nào? Sửu Nô lắc đầu, không biết. Diệp Lăng Thiên cười nói, ta lại có chút mong đợi. Sửu Nô như có lời muốn nói lại thôi. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía Sửu Nô, ngươi là muốn đề nghị ta dứt khoát giết chết hắn, trừ mối họa về sau. Sửu Nô gật đầu, người này cũng không đơn giản, giữ lại chính là một mối họa. Diệp Lăng Thiên khẽ lắc đầu, bây giờ không thích hợp để giết hắn. Sửu Nô hơi không hiểu, vì sao? Diệp Lăng Thiên mở lòng bàn tay ra, một quyển trục màu đen bay đến trước mặt Sửu Nô. Sửu Nô mở ra xem, sắc mặt hắn ta dần trở nên nghiêm trọng. Diệp Lăng Thiên cười nói, hai người phía sau hắn cũng không đơn giản, về phần rốt cuộc mạnh như thế nào, người của chúng ta vẫn chưa làm rõ được. Sửu Nô do dự một chút, sau đó nói ra, cô gái váy trắng kia giết người đều chỉ cần một kiếm, vừa nghe thấy vậy, quả thật cảm thấy rất khủng bố. Nhưng mà, gia chủ đừng quên, người nàng giết là ở ngoài vĩnh sinh giới, mà người bên ngoài đều yếu như gà. Đừng nói là tộc trưởng, cho dù lão nô đi ra, cũng có thể làm được chuyện giết người chỉ cần dùng một chiêu. Diệp Lăng Thiên cười nói, cho nên, theo ý của ngươi, cô gái váy trắng cũng bình thường thôi. Sửu Nô gật đầu, thực lực của nàng cũng chỉ là thổi phồng mà thôi, lão nô chắc chắn, nàng nhiều nhất cũng chỉ là trụ cảnh đỉnh cao. Diệp Lăng Thiên cười mà không nói gì. Sửu Nô lại nói, nếu như tộc trưởng không tin... Lão nô bằng lòng đích thân đi tìm gặp người này, mang đầu nàng đến gặp tộc trưởng. Diệp Lăng Thiên nhìn Sửu Nô, vẫn không nói chuyện. Sửu Nô tiếp tục nói, nếu không mang đầu nàng đến, lão nô bằng lòng chịu phạt. Diệp Lăng Thiên im lặng một lát, sau đó nói, vậy thì đi tìm gặp người này đi. Nơi người này xuất hiện cuối cùng là thần khư, người dọc theo thần khư tiến về phía trước, hẳn là có thể đuổi kịp nàng. Nhớ kỹ, nếu không địch lại, lập tức rút lui. Sửu Nô hơi thi lễ, tộc trưởng yên tâm, lão nô đi lần này, chắc chắn sẽ mang đầu nàng về. Nói xong, hắn ta quay người biến mất. Lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên sau lưng Diệp Lăng Thiên, thuộc hạ cũng đề nghị trước hết giết chết người này, cắt đứt mối họa về sau. Diệp Lăng Thiên nhìn ra ngoài điện, cười nói, không sao, trước tiên cứ chơi đùa cùng hắn. Chơi chán rồi giết cũng không muộn. Nói xong, bà ta quay người rời đi. Sau khi rời khỏi Diệp giới, Diệp Huyên đi thẳng đến Hách Lạp tộc. Trên đường đi, Đạo Nhất trầm giọng nói, bà ta muốn mượn đao giết người, vừa căm ghét ngươi, lại vừa căm ghét Hách Lạp tộc. Càng muốn để cho toàn bộ thế lực của vĩnh sinh giới căm thù ngươi, sau đó diệt trừ ngươi. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Đạo Nhất nhìn về phía Diệp Huyên, phá vỡ cục diện này như thế nào? Diệp Huyên cười nói, ngay cả hai chúng ta cũng có thể đoán được suy nghĩ này của bà ta, vậy những thế lực của vĩnh sinh giới đó không thể nào lại nghĩ không ra. Đạo Nhất liếc nhìn Diệp Huyên, đừng thừa nước đục thả câu, nói tính toán của người xem. Diệp Huyên giơ hai ngón tay ra, lừa dối. Lừa dối. Đạo Nhất sững sờ. Lúc này, Mục Thánh ở bên cạnh không nhìn được nói, thế tử, những gia tộc lớn đó cũng không dễ lừa dối như vậy. Diệp Huyên khẽ cười mà không nói gì. Trong lòng Mục Thánh thở dài một hơi. Chỉ chốc lát, mọi người đã đi đến Hách Lạp giới. Vừa tiến vào Hách Lạp giới đã có một ông lão xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn ông lão, có phải là Hách Lạp Ngôn cô nương tìm ta? Ông lão nao nao, sau đó nói, sao người biết? Diệp Huyên cười nói, dẫn đường đi.
Ông lão liếc nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, đi theo ta. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Diệp Huyên mang theo đám người đạo nhất đi theo. Thoáng chốc, ông lão đã dẫn đám người Diệp Huyên đi đến một chân núi. Ông lão nhìn Diệp Huyên, chỉ có thể cho một mình ngươi lên trên. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía đạo nhất, chờ ta. Đạo nhất gật đầu. Diệp Huyên ngự kiếm, trực tiếp bay đến đỉnh núi. Vừa lên đến đỉnh núi, hắn nhìn thấy một cô gái. Hách Lạp Ngôn. Đã từng là vị hôn thê của Diệp Thần. Hách Lạp Ngôn đưa lưng về phía Diệp Huyên, không nói lời nào. Diệp Huyên đi đến bên cạnh Hách Lạp Ngôn, Hách Lạp Ngôn khẽ nói cảnh còn người mất. Diệp Huyên gật đầu, quả thật là vậy. Hách Lạp Ngôn quay đầu nhìn Diệp Huyên, giờ phút này, Diệp Huyên cũng đang nhìn khuôn mặt Hách Lạp Ngôn. Xinh đẹp. Đây là cảm giác đầu tiên của Diệp Huyên. Ngũ quan của Hách Lạp Ngôn vô cùng tinh xảo, không một tì vết, cộng thêm nàng ấy mặc trên mình chiếc váy trắng như tuyết, cả người giống như một nàng tiên không dính khói lửa nhân gian. Hách Lạp Ngôn bỗng nhiên nói, ngươi không phải là hắn. Rõ ràng, nàng ấy cũng nhìn ra Diệp Huyên chưa thức tỉnh. Diệp Huyên cười nói, ta chỉ là tạm thời mất trí nhớ thôi. Tạm thời mất trí nhớ. Nghe vậy, tay phải Hách Lạp Ngôn khẽ run rẩy. Sao nàng ấy có thể không biết ý tứ trong lời này của Diệp Huyên chứ? Hắn chính là Diệp Thần. Hắn chỉ là mất trí nhớ thôi. Dường như nói vậy cũng không hề sai. Diệp Huyên khẽ nói, muốn nhờ cô giúp một chút. Hách Lạp Ngôn lắc đầu, Hách Lạp tộc sẽ không giao mỏ vàng kia cho ngươi, không chỉ liên quan đến lợi ích, mà còn liên quan đến thể diện. Hơn nữa, bây giờ gia tộc cũng không quá thân thiện với ngươi. Diệp Huyên cười nói, bởi vì Diệp tộc. Hách Lạp Ngôn lắc đầu, bởi vì ngươi. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, trách năm đó ta không phản kháng. Hách Lạp Ngôn gật đầu. Diệp Huyên khẽ cười, nói ta có thể nói chuyện với tộc trưởng Hách Lạp tộc không? Hách Lạp Ngôn khẽ gật đầu, có thể, đi theo ta. Nói xong, nàng ấy quay người nhìn lại, cách đó không xa có một người đàn ông trung niên đang đứng. Người này chính là Hách Lạp Liêm, tộc trưởng của Hách Lạp tộc. Hách Lạp Liêm nhìn Diệp Huyên, sắc mặt bình tĩnh, so với năm đó, bây giờ người yếu hơn rất nhiều. Diệp Huyên cười nói, tiền bối, ta cũng không muốn nói nhiều lời vô ích. Dứt khoát đi vào chủ đề chính vậy, ta đến nơi này là muốn trợ giúp Hách Lạp gia. Hách Lạp Liêm khẽ cười, trợ giúp Hách Lạp gia ta. Diệp Huyên gật đầu, lần này ta đến Vĩnh Sinh giới có hai mục đích. Thứ nhất là diệt Diệp tộc, mà thứ hai chính là trợ giúp Hách Lạp gia. Hách Lạp Liêm cười nói, ngươi nói tiếp đi. Diệp Huyên cười nói, tiền bối không tin. Hách Lạp Liêm nhìn Diệp Huyên, ngươi muốn mỏ vàng ở dãy núi Vĩnh Sinh kia. Diệp Huyên lắc đầu cười một tiếng, tiền bối, ngươi cho rằng ta đến Vĩnh Sinh giới là để thần phục người phụ nữ kia sao? Hách Lạp Liêm khẽ gật đầu, ta cảm thấy không phải. Nhưng ta lại càng cảm thấy ngươi không có bất kỳ phần thắng nào. Đừng nói là ngươi bây giờ, cho dù giờ ngươi lập tức thức tỉnh, ngươi cũng không có khả năng đối đầu với người phụ nữ kia. Bây giờ Diệp tộc đều đã nằm trong lòng bàn tay bà ta, bao gồm cả Diệp Thiên và Diệp Ngàn đã từng giúp ngươi. Hơn nữa, bây giờ Hách Lạp tộc ta cũng không cần phải đối địch với Diệp tộc, ngươi nói xem. Diệp Huyên cười nói, người phụ nữ kia để cho ta đến cướp mỏ vàng của Hách Lạp tộc ngươi, hơn nữa. Chỉ được cướp mỏ vàng của Hách Lạp tộc ngươi, tiền bối, ngươi biết điều này có ý nghĩa gì không? Có nghĩa là, người phụ nữ kia vẫn ghi hận chuyện năm đó. Hách Lạp Liêm cười nói, bà ta ghi hận chuyện năm đó không phải là chuyện rất bình thường sao? Hơn nữa, vì sao bà ta ghi hận chuyện năm đó? Không phải nguyên nhân chính là ngươi sao? Năm đó Hách Lạp ta tộc vì ngươi mà không tiếc khai chiến với Diệp tộc, nhưng chúng ta lấy được cái gì? Chẳng lấy được cái gì cả. Diệp Huyên khẽ nói, chuyện năm đó, ta rất xin lỗi. Hách Lạp Liêm lắc đầu, đã qua rồi. Bây giờ chúng ta không muốn có bất kỳ dây dưa gì với ngươi và Diệp tộc. Diệp Huyên đột nhiên vận chuyển huyết mạch trong cơ thể. Uỳnh. Một luồng khí tức huyết mạch mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn tràn ra. Hách Lạp Liêm nhíu mày, huyết mạch này của ngươi, không phải là huyết mạch Diệp tộc. Diệp Huyên cười nói, vậy theo như tiền bối. Huyết mạch này của ta so với huyết mạch Diệp tộc thì như thế nào?
Hách Lạp Liêm nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người ở kiếp này quả thật không đơn giản. Diệp Huyên đi đến trước mặt Hách Lạp Liêm, nghiêm mặt nói, thực không dám giấu giếm, ta đã lấy được ủng hộ của thế lực bí ẩn, lần này ta đến Vĩnh Sinh Giới chính là muốn diệt trừ Diệp tộc, rửa sạch toàn bộ Vĩnh Sinh Giới. Hách Lạp Liêm nheo mắt lại, thế lực bí ẩn, thế lực gì? Diệp Huyên cười nói, tiền bối không đoán được sao? Dường như Hách Lạp Liêm nghĩ đến điều gì, đồng tử ông ta bỗng nhiên co rụt lại, Ma Kha thần tộc. Diệp Huyên lập tức liếc nhìn xung quanh, sau đó nói, tiền bối, cẩn thận lời nói. Hách Lạp Liêm nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người phụ nữ kia trở về rồi sao? Diệp Huyên lắc đầu, tạm thời vẫn chưa, nhưng mà rất nhanh thôi. Hách Lạp Liêm im lặng một lát, sau đó nói, chuyện năm đó, Hách Lạp tộc ta. Diệp Huyên cười nói, bá phụ yên tâm, chúng ta sẽ không nhằm vào Hách Lạp tộc. Nhưng mà, ta muốn bá phụ phối hợp với ta một chút. Nói xong, hắn lấy ra hơn 1000 miếng nguyên tinh đại đạo đặt ở trước mặt Hách Lạp Liêm, mượn mỏ tinh dùng một chút, đến lúc đó ta sẽ trả lại nguyên vẹn, nhân tiện muốn mượn của tiền bối một người. Ân tình này, chắc chắn ngày sau ta và Ma Kha thần tộc sẽ trả lại. Hách Lạp Liêm nhìn những nguyên tinh đại đạo đó, những thứ này cũng không đơn giản. Thế giới bên ngoài gần như không thể nào có, ngươi. Diệp Huyên cười mà không nói. Hách Lạp Liêm im lặng một lát rồi nói, ngươi muốn mượn ai? Diệp Huyên liếc nhìn Hách Lạp Ngôn, ta muốn mượn Ngôn cô nương. Nghe vậy, Hách Lạp Liêm lắc đầu, không được. Diệp Huyên lập tức nói, vậy thì mượn ông lão vừa dẫn chúng ta lên kia. Sắc mặt Hách Lạp Liêm cứng đờ. Hách Lạp Liêm có vẻ đã hiểu rồi. Thứ Diệp Huyên thật sự muốn mượn là thước cũ. Hách Lạp Liêm nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên lại nói, tiền bối yên tâm, vị tiền bối đi cùng ta, ông ấy không cần ra tay, chỉ cần luôn đi theo ta là được. Có xảy ra bất cứ chuyện gì thì ông ấy cũng không cần ra tay. Hách Lạp Liêm đang định nói thì Hách Lạp Ngôn bỗng lên tiếng, ta đi theo ngươi. Hách Lạp Liêm nhìn Hách Lạp Ngôn. Hách Lạp Ngôn khẽ nói, cho ta một giọt máu của ngươi. Diệp Huyên lập tức bấm ngón tay, một giọt máu bay đến trước mặt Hách Lạp Ngôn. Hách Lạp Ngôn mở lòng bàn tay nhận lấy giọt máu kia, nàng ấy nhìn một lúc sau đó quay đầu nhìn Hách Lạp Liêm, trên cả huyết mạch tộc ta. Trên cả huyết mạch Hách Lạp tộc. Hách Lạp Liêm im lặng không nói. Hách Lạp Ngôn lại nói, phụ thân yên tâm, bất kỳ lúc nào con cũng đặt gia tộc lên hàng đầu. Hách Lạp Liêm thấp giọng thở dài, nha đầu. Lúc này, Diệp Huyên bỗng nói, bá phụ yên tâm, đời này ta sẽ không phụ Ngôn cô nương. Bất kỳ lúc nào ta cũng sẽ ưu tiên nàng ấy trước nhất. Nghe vậy, Hách Lạp Ngôn khẽ run người, nàng ấy quay đầu nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Hách Lạp Liêm nhìn Diệp Huyên, đời này ngươi cũng xem như là đàn ông. Nói xong, ông ta quay người biến mất. Diệp Huyên nhìn Hách Lạp Ngôn, Ngôn cô nương, chúng ta đi thôi. Hách Lạp Ngôn khẽ gật đầu. Ngay sau đó, hai người đã rời đi. Chấm chấm chấm. Ở bên kia, Hách Lạp Liêm đứng trên tầng mây nhìn xuống nhóm người Diệp Huyên bên dưới, im lặng không nói gì. Lúc này, một cô gái mặc trang phục trong cung đình xuất hiện bên cạnh Hách Lạp Liêm. Cô gái nhìn Diệp Huyên bên dưới, nhẹ giọng nói, tại sao? Hách Lạp Liêm nói, Ngôn Nhi muốn giúp hắn. Cô gái cười nói, e là không đơn giản như vậy. Hách Lạp Liêm gật đầu. Cô gái thấp giọng nói, ngươi thật sự tin người sau lưng hắn chính là thần nữ Ma Kha. Hách Lạp Liêm nhẹ giọng nói, mặc kệ có phải là thần nữ Ma Kha hay không, thì cũng có một chuyện có thể chắc chắn, chính là người sau lưng hắn hẳn không đơn giản. Cô gái gật đầu, người này nếu đã dám đến Vĩnh Sinh Giới, át đã có chỗ dựa, nhưng... hắn vẫn như trước không nắm phần thắng nào. Hách Lạp Liêm cười nói, cứ chờ xem. Cô gái đột nhiên nói, hắn mượn người làm gì? Hách Lạp Liêm lắc đầu, không biết. Cô gái nhìn phía xa, nhẹ giọng nói, chắc không phải là mượn không trả chứ. Hách Lạp Liêm lập tức đen mặt. Diệp Huyên lập tức đưa Hách Lạp Ngôn rời khổ Hách Lạp Giới, dưới sự dẫn dắt của Hách Lạp Ngôn, mọi người đi thẳng đến ngọn núi Vĩnh Sinh. Trên đường đi, Hách Lạp Ngôn bỗng nói, ngươi có dự định gì không? Diệp Huyên cười nói, sống sót. Hách Lạp Ngôn nhìn Diệp Huyên, đồng ý gia nhập Hách Lạp tộc không?
Diệp Huyên lắc đầu. Hiện tại nếu hắn lựa chọn gia nhập Hách Lạp tộc, thì nhóm người A Mệnh sẽ mất mạng. Phải biết rằng nhóm người A Mệnh bây giờ đều đang ở Diệp tộc. Không thể không nói, người phụ nữ kia thủ đoạn rất cao tay. Bản thân vừa đến Diệp tộc, thì đã lập tức rơi vào thế bị động. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên lắc đầu khẽ cười, người phụ nữ này nếu không có chút thủ đoạn thì đã không thể trở thành tộc trưởng Diệp tộc rồi. Kẻ địch quá thông minh có vẻ cũng chẳng phải chuyện tốt. Lúc này, Hách Lạp Ngôn chợt lên tiếng, đến rồi. Mọi người dừng lại, ở phía xa kia có một ngọn núi, mây mù lượn lờ trên ngọn núi trông như tiên cảnh. Ngọn núi Vĩnh Sinh. Hách Lạp Ngôn nói, ngươi có biết về Vĩnh Sinh giới không? Diệp Huyên gật đầu, tìm hiểu một chút, nhưng, ta vẫn muốn nghe cô nói thử. Hách Lạp Ngôn khẽ gật đầu, trong Vĩnh Sinh giới, có 4 gia tộc lớn, 2 tông môn, gia tộc đứng đầu hiện tại là Tiêu tộc, tiếp đó là Diệp tộc, sau đó là Hách Lạp tộc ta và Cổ tộc. Năm đó bởi vì Diệp tộc nội loạn mà Tiêu tộc nổi dậy, bọn họ hiện tại, cao thủ đỉnh cao trong tộc cũng vượt xa Diệp tộc, nhưng, Tiêu tộc cũng không dám coi nhẹ Diệp tộc, bởi vì người phụ nữ Diệp tộc kia rất mạnh, là một trong 4 cao thủ đỉnh cao của Vĩnh Sinh giới. Ngoài ra, Diệp tộc còn có một nhóm cao thủ thần bí. Diệp Huyên nhíu mày, cao thủ thần bí. Hách Lạp Ngôn gật đầu, năm đó khi bà ta đối phó với ngươi, Diệp tộc đã xuất hiện 10 cao thủ thần bí, chính là 10 người này đã xóa sạch những trưởng lão ủng hộ ngươi. Mà những trưởng lão đó đều rất mạnh. Thực lực 10 người này, đến nay vẫn là bí ẩn. Vì vậy, cho dù năm đó Diệp tộc nội loạn chết rất nhiều cao thủ, nhưng cả Vĩnh Sinh giới vẫn không ai dám coi thường. Nói đến đây, nàng ấy nhìn Diệp Huyên, ngay cả hiện tại, Diệp tộc dưới sự dẫn dắt của bà ta thì vẫn như cũ không hề e ngại Tiêu tộc. Diệp Huyên khẽ nói như vậy, nàng ấy quả thực còn mạnh hơn Diệp thần năm đó. Sai. Hách Lạp Ngôn nhìn Diệp Huyên, lúc ngươi còn sống, Diệp tộc mới thật sự là thời kỳ đỉnh cao, thậm chí còn có một lần vượt qua cả thần tộc Ma Kha vô cùng kinh khủng trước kia. Diệp tộc lúc đó, đè ép các tộc chúng ta không thể thở nổi. Mà lúc đó, nếu ngươi có lòng muốn phản kháng, thì hoàn toàn có cơ hội, bởi vì đa phần các trưởng lão trong tộc đều ủng hộ ngươi. Đáng tiếc, trước giờ ngươi chưa từng nghĩ đến. Diệp thần. Diệp Huyên khẽ gật đầu. Bây giờ xem ra Diệp thần này năm đó quả thực rất xuất chúng đến mức đủ để người phụ nữ này không thể không đánh tập kích. Hách Lạp Ngôn lại nói, còn có 2 tông môn, lần lượt là Ẩn Tông và Thần Tông, thực lực của 2 tông đều không đơn giản. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, thần tộc Ma Kha trước kia tại sao lại biến mất? Hách Lạp Ngôn nhẹ giọng nói, bởi vì bọn họ khiến nhiều người oán giận, muốn độc chiếm Vĩnh Sinh giới này, vì vậy đã bị mọi người cùng nhau liên thủ tiêu diệt. Diệp Huyên trầm giọng nói, tất cả thế lực cùng liên thủ. Hách Lạp Ngôn gật đầu, lần đó, toàn bộ thế lực đều liên thủ. Nói đến đây, nàng ấy im lặng một lúc rồi khẽ nói, thần tộc Ma Kha bị tiêu diệt, mà Diệp tộc cũng đạt được lợi ích nhiều nhất từ lần đó. Trong lúc nói chuyện mọi người đã đi vào ngọn núi Vĩnh Sinh. Dưới sự dẫn dắt của Hách Lạp Ngôn, mọi người đã đến trước một ngọn núi lớn. Hách Lạp Ngôn nhìn ngọn núi lớn trước mặt, đây chính là mỏ vàng do Hách Lạp tộc ta nắm giữ. Bây giờ thuộc về ngươi rồi. Diệp Huyên nhìn bên trong sơn động sau đó nói, bên trong sẽ có quặng tinh sao? Hách Lạp Ngôn nói, khá tạp hơn so với huyền tinh Vĩnh Sinh, nhưng cũng có ích. Diệp Huyên lấy một miếng lớn đại đạo nguyên tinh, so với cái này thì thế nào? Hách Lạp Ngôn liếc nhìn đại đạo nguyên tinh kia, sau đó nói, vật này không tệ. So với huyền tinh Vĩnh Sinh hạ phẩm này thì tốt hơn rất nhiều, nhưng, không so được với huyền tinh Vĩnh Sinh cực phẩm. Nói rồi, nàng ấy lại nhìn Diệp Huyên, lúc ngươi lấy vật này ta, phụ thân ta rất kinh ngạc, bởi vì đại đạo bản nguyên gì đó ở thế giới bên ngoài, về cơ bản đã bị Vĩnh Sinh giới hút cạn rồi. Diệp Huyên ngạc nhiên, hút cạn rồi. Hách Lạp Ngôn gật đầu, sở dĩ đại đạo bản nguyên của thế giới bên ngoài biến mất nhanh như vậy. Là do một nguyên nhân chủ yếu, chính là vẫn luôn bị Vĩnh Sinh giới hấp thụ. Nhưng, người bên ngoài căn bản không hề biết. Diệp Huyên trầm giọng nói, chẳng trách linh khí nơi này lại nồng nặc như vậy, thì ra là như vậy. Hách Lạp Ngôn nhìn đại đạo nguyên tinh trong tay Diệp Huyên, khi nhìn thấy vật này, ta và phụ thân có một suy nghĩ trong, chính là bên ngoài còn có thế giới mà Vĩnh Sinh giới không biết. Diệp Huyên không nói gì, cha nói muốn đi nhìn ngắm khắp nơi.
mà ông ấy lại không đến vĩnh sinh giới này. Cũng có nghĩa, có thể cha đã đến nơi khác. Rốt cuộc là đi đâu rồi? Còn có liên minh kiếm đạo, rốt cuộc liên minh kiếm đạo này mạnh đến nhường nào chứ? Không biết được. Chính vì nguyên nhân không biết, cho nên hắn không thể gửi gắm hy vọng vào liên minh kiếm đạo này. Nhớ đâu dựa không được, thì há chẳng phải đau hai lần sao? Đọc tiếp tại Tam Linh 247 nhé. Đừng đọc ở website ăn cắp chuyện. Lúc này, Hách Lạp Ngôn đột nhiên nói, người của Hách Lạp tộc ta đã đi rồi, bây giờ mạch khoáng này chính là của ngươi. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Diệp Huyên nhìn mạch khoáng kia, đến tiêu tộc. Hách Lạp Ngôn nhìn Diệp Huyên, đến tiêu tộc. Diệp Huyên gật đầu. Hách Lạp Ngôn trầm giọng nói, ngươi không quay về Diệp tộc. Diệp Huyên cười nói, tạm thời không về. Nói xong, hắn quay người rời đi. Ba người đạo nhất cũng đi theo. Hách Lạp Ngôn trầm tư một lúc, rồi cũng đi theo, nàng ấy có phần không hiểu ý đồ của Diệp Huyên. Thật ra, đạo nhất có phần không hiểu ý đồ của Diệp Huyên. Rốt cuộc tên này muốn làm gì? Không lâu sau, mọi người đã đến tiêu giới. Vừa đến tiêu giới, một ông lão đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ông lão đang định nói thì Diệp Huyên bỗng lên tiếng, xin tiền bối thông báo tộc trưởng quý tộc một tiếng, cứ nói Diệp Huyên của Diệp tộc bái kiến. Ông lão nhìn Diệp Huyên, đợi một lát. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Một lát sau, ông lão kia lại xuất hiện trước mắt Diệp Huyên, mời Diệp công tử. Ông lão dẫn đường, đưa mọi người đến trước một căn nhà tranh trong núi, trước nhà tranh có một vườn rau, mà lúc này một ông lão đang cuốc đất trong vườn rau ấy. Nhìn thấy nhóm người Diệp Huyên đến, ông lão buông cuốc trong tay xuống, cười nói, gọi ngươi là Diệp thần, hay là Diệp công tử đây? Diệp Huyên cười nói, Diệp Huyên. Ông lão cười nói, vậy cứ gọi Diệp công tử đi. Nói rồi, ông ta đi đến trước bàn gỗ ngồi xuống, sau đó nói, Diệp công tử, mời ngồi. Diệp Huyên đi đến trước mặt ông lão, nói thắng tiêu diệt Diệp tộc. Nghe vậy, mọi người. Vẻ mặt tươi cười của ông lão dần biến mất, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, ông ta nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử thẳng thắn như vậy, khiến lão đây có chút không kịp trở tay. Diệp Huyên cười nói, tiêu diệt Diệp tộc, đây chính là mục đích chuyến này của ta. Ông lão cười nói, theo ta biết, Diệp công tử rất biết cách dối lừa, hôm nay, ta muốn nghe xem Diệp công tử sẽ lừa lọc thế nào. Đến đi, xin mời mở màn biểu diễn của ngươi. Diệp Huyên. Ông lão cười ha ha, Diệp công tử thẳng thắn như vật, cho nên lão đây cũng không chơi mấy trò hư vô kia, nói chuyện có hơi thẳng, mong thứ lỗi. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm linh đã xuất hiện trong tay hắn, hắn để kiếm linh trên bàn, tiền bối. Kiếm này là do ta ngẫu nhiên có được, mong tiền bối xem thử. Ông lão nhìn kiếm linh, thoáng chốc nheo hai mắt lại. Diệp Huyên lại nói, nghe danh huyết mạch tiêu tộc chính là huyết mạch đứng đầu vĩnh sinh giới, vãn bối bất tài, muốn được xem thử. Ông lão nhìn Diệp Huyên, xem thử huyết mạch. Diệp Huyên khẽ cười, hắn mở lòng bàn tay, huyết mạch trong cơ thể lập tức sôi sục. Thoáng chốc. Một luồng huyết mạch chi lực mạnh mẽ đã xuất hiện xung quanh hắn. Nhìn thấy huyết mạch này, sắc mặt ông lão dần trở nên nghiêm trọng. Một lúc sau, ông lão quay đầu nhìn sang bên cạnh, Càn Nhi, rót trà cho Diệp công tử. Ngay sau đó, một cô gái đi ra, cô gái rất trẻ, khoảng chừng 20 mấy tuổi, rất xinh đẹp. Cô gái rót trà cho Diệp Huyên, sau đó lui về bên cạnh ông lão. Diệp Huyên thu hồi huyết mạch chi lực. Hắn cầm chén trà khẽ nhấp một ngụm, sau đó cười nói, Hách Lạp tộc đã tỏ rõ toàn lực ủng hộ ta, không tiêu diệt Diệp tộc, thề không từ bỏ. Nghe vậy, Hách Lạp Ngôn quay đầu nhìn Diệp Huyên, trong đầu ngơ ngác. Ông lão nhìn Hách Lạp Ngôn, sau đó nhìn Diệp Huyên, nhìn ra được. Nhưng, lão đây có chút tò mò về thân phận của đời này của Diệp công tử, không biết Diệp công tử có thể nói cho hay không. Diệp Huyên buông chén trà, sau đó cười nói. Không biết tiền bối có nghe nói đến hào quang nhân vật chính chưa? Bên trong cơ thể hắn, tiểu tháp. Ông lão khẽ nhíu mày, hào quang nhân vật chính. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, thực không dám giấu, ta là nhân vật chính. Sở hữu hào quang nhân vật chính. Nếu đã muốn chém gió vậy thì cứ chém mạnh bạo vậy. Dù sao ông lão này chắc chắn chưa từng đến ngân hà giới,
không biết nhân vật chính là gì. Tiểu tháp trong tháp giới ngục nghe thấy lời này của Diệp Huyên thì lập tức ngơ ngác. Hào quang nhân vật chính. Trước mặt Diệp Huyên, ông lão có phần không hiểu, hào quang nhân vật chính này là sao? Có thể giải thích được không? Diệp Huyên cười nói, cũng giống như người có thiên mệnh, rất may mắn, đương nhiên, phức tạp hơn so với chuyện này, một hai câu khó mà nói rõ. Ông lão nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, trên người tiểu hữu có những nhân quả chưa biết, rất phức tạp, quả thực không đơn giản, còn về cái gì mà hào quang nhân vật chính. Nói xong, ông lão lắc đầu, không hiểu. Diệp Huyên khẽ cười, không sao, ta cũng không thực sự hiểu lắm, bây giờ, thứ ta muốn biết là thái độ của tiền bối. Ông lão cười nói, ta cảm thấy, tiêu tộc ta hoàn toàn có thể ngư ông đắc lợi, ngươi nói xem. Diệp Huyên bỗng nói, ta có thể hiểu được tiền bối, nhưng ta có một cuộc giao dịch, không biết tiền bối có hứng thú hay không. Ông lão nhìn Diệp Huyên, giao dịch. Diệp Huyên gật đầu, ta muốn bán một chút ân tình của mình, không biết tiền bối có nguyện ý mua không. Ông lão nheo mắt, không nói gì. Diệp Huyên nâng chén trà khẽ nhấp môi, sau đó nói, tiền bối, ta sắp thức tỉnh rồi. Thức tỉnh, nghe vậy, mí mắt ông lão khẽ giật, thức tỉnh. Tên này sắp biến thành Diệp Thần rồi sao? Diệp Huyên lại nói, đời trước, đời này, tiền bối đây không phải một chút ân tình, mà là hai phần ân tình, mà tiêu tộc chỉ cần giúp ta một chút chuyện nhỏ là được rồi. Ông lão cười nói, giúp chuyện gì? Diệp Huyên nhìn xung quanh, ông lão đột nhiên nói, tiểu hữu yên tâm, lúc này nói chuyện, ngoài người trong sân thì sẽ không có bất kỳ ai biết được. Diệp Huyên gật đầu, ta muốn vào lúc cấp bách thì tiêu tộc có thể ra tay tương trợ ta. Ông lão nhìn Diệp Huyên, tiêu tộc ta ra tay, đồng nghĩa sẽ tuyên chiến với Diệp tộc. Diệp Huyên chớp mắt, tiêu tộc bây giờ lão đại, mà Diệp tộc bây giờ chính là lão nhị. Nghe vậy, ông lão khẽ lắc đầu cười, lợi hại. Tiêu tộc là lão đại, mà Diệp tộc là lão nhị. Mục đích của lão nhị là gì? Chắc chắn là lão đại rồi. Mà lão đại muốn bảo vệ vị trí của mình, chắc chắn phải giết chết lão nhị. Tuy ngoài mặt hai gia tộc rất bình tĩnh, nhưng thực ra đang âm thầm tranh đấu đã từ lâu. Diệp Huyên nhìn ông lão tiền bối, người của ta phải vào lúc cấp bách mới có thể ra tay, bởi vì bọn họ đã không hành động thì thôi, nhưng một khi ra tay thì nhất định phải tiêu diệt được Diệp tộc. Vì vậy, trong lúc này, ta cần trợ giúp từ tiêu tộc và Hách Lạp tộc. Đương nhiên, Diệp tộc không cần phải quang minh giúp ta, mà chỉ giúp ta âm thầm trong tối là được. Ông lão nâng chén trà uống một ngậm rồi trầm tư. Diệp Huyên cười nói, tiền bối đang lo lắng quyết tâm báo thù của ta. Ông lão nhìn Diệp Huyên, năm đó ngươi không hề phản kháng. Diệp Huyên gật đầu, ta vốn cho rằng mình rút lui thì Diệp tộc sẽ bỏ qua cho ta, nhưng ta đã nghĩ nhầm. Cho dù ta rời xa Vĩnh Sinh giới thì Diệp tộc cũng sẽ không tha cho ta. Nếu đã như vậy, ngoài việc báo thù thì ta còn có lựa chọn nào khác sao? Ông lão cười nói, Diệp tộc hành động quả thật rất quá đáng. Diệp Huyên đột nhiên nhìn cô gái ở bên cạnh ông lão, thấy Diệp Huyên nhìn sang, cô gái nhìn thẳng Diệp Huyên. Ánh mắt Diệp Huyên đột nhiên rời về phía bụng cô gái nhíu mày, ánh mắt chợt lạnh lùng. Diệp Huyên đột nhiên cười nói, cô nương chớ hiểu lầm, Diệp Huyên ta không phải loại người háo sắc kia. Ta muốn đưa cho cô nương một món quà. Nói rồi, hắn mở lòng bàn tay. Một miếng vảy bỗng xuất hiện trong tay hắn. Chính là vảy của nhị nha. Diệp Huyên để miếng vảy lên trên bàn, sau đó nói, vật này là do ta ngẫu nhiên có được, tặng cho cô nương làm áo giáp vậy. Ông lão nhìn miếng vảy kia, khi nhìn thấy miếng vảy, ánh mắt ông ta chợt lóe chút kinh ngạc, ông ta cầm lấy miếng vảy, quan sát một lát, sau đó nhìn Diệp Huyên, lão già này chưa từng nhìn thấy vật nào cứng cáp như vậy, tiểu hữu, thứ này được lấy từ trên người yêu thú nào? Diệp Huyên cười nói, miếng vảy trên người một tiểu muội muội ta. Ông lão nhìn Diệp Huyên thâm sâu, sau đó ông ta lấy miếng vảy đưa cho cô gái bên cạnh, Càn Nhi, đa tạ Diệp công tử. Tiêu Càn Nhi nhận lấy miếng vảy, sau đó nhìn Diệp Huyên, đa tạ Diệp công tử. Diệp Huyên cười nói, cô nương khách khí rồi, chỉ là một món quà nhỏ mà thôi. Nói rồi, hắn nhìn sang ông lão tiền bối là người thẳng thắn, ta cũng là người thẳng thắn. Tiền bối có thể một câu trả lời chính xác được rồi. Ông lão cười nói, tiêu tộc ta có thể giúp tiểu hữu, nhưng,
không phải giúp công khai, tiểu hữu có hiểu ý ta không? Diệp Huyên gật đầu, đã hiểu. Nói xong, hắn đứng dậy, sau đó lại nói, vậy tiền bối có thể chuẩn bị rồi. Ông lão nheo mắt, người muốn bắt đầu. Diệp Huyên cười nói, sắp rồi. Nói xong, hắn ôm quyền, cáo từ. Vừa dứt lời, hắn đã quay người rời đi. Nhóm người đạo nhất cũng vội đi theo. Ông lão nhìn Diệp Huyên rời đi phía xa, rơi vào trầm tư. Lúc này, Tiền Càn Nhi đột nhiên nói, ông à, con cảm thấy hắn đang lừa dối. Ông lão lắc đầu, kiếm kia không phải vật dung tục, chủ nhân này, nhất định là một cao thủ tuyệt thế. Ngoài ra, huyết mạch của hắn, huyết mạch chi lực của hắn không chỉ trên Tiêu tộc ta, mà còn trên cả Diệp tộc, thậm chí còn trên cả thần huyết ma kha trước kia. Nói rồi, ông ta nhìn bóng lưng Diệp Huyên phía xa, khẽ nói, thiếu niên này tuy có chút mạnh miệng, nhưng quả thực hắn không hề đơn giản. Hơn nữa, nếu hắn đã dám đơn độc một mình đến Vĩnh Sinh giới, hơn nữa còn dám quay về Diệp tộc, nếu vậy thì chắc chắn hắn có chỗ dựa. Tiêu Càn Nhi rót một chén trà cho ông lão, sau đó nói, ông nghĩ hắn có thể tiêu diệt Diệp tộc được không? Ông lão cười nói, quan trọng sao? Không quan trọng, nếu hắn có thể tiêu diệt Diệp tộc, thì đối với Tiêu tộc chúng ta mà nói là chuyện rất tốt. Nếu không thể tiêu diệt, vậy thì có liên quan gì? Dù sao cũng là tự Diệp tộc bọn họ tiêu diệt lẫn nhau. Cho dù hắn có thể tiêu diệt được hay không, đối với Tiêu tộc ta thì chỉ có lợi chứ không hại. Tiêu Càn Nhi thấp giọng nói, dù chúng ta không ra tay, cũng có thể ngư ông đắc lợi. Ông lão lắc đầu, không giống nhau. Nếu thế lực sau lưng người này đúng là rất mạnh, thì đợi sau khi hắn tiêu diệt Diệp tộc, thì đồng nghĩa Diệp Huyên hắn nợ Tiêu tộc ta một ân tình, mà ân tình này rất đáng. Tiêu Càn Nhi khẽ lắc đầu, ông à, nếu thế lực sau lưng hắn thật sự mạnh, vậy một khi hắn đã tiêu diệt được Diệp tộc thì cũng có thể trở thành kẻ địch của Tiêu tộc ta. Ông lão lại lắc đầu, nghĩ như vậy là nhầm rồi, thứ nhất, nếu thế lực sau lưng hắn rất mạnh, thì hà cớ gì hắn phải đến tìm chúng ta. Hơn nữa, nếu thế lực sau lưng hắn đủ mạnh, vậy thì thế nào? Nói xong, ông ta nhìn Tiêu Càn Nhi, cười nói, nha đầu, nhớ kỹ một chuyện, Tiêu tộc ta không phải vô địch. Đừng nói là Tiêu tộc ta, mà dù là thần tộc Ma Kha vô địch trước kia cũng không phải cũng đã rời khỏi lịch sử rồi sao? Nếu thế lực sau lưng hắn thật sự rất mạnh, vậy chúng ta qua lại gần gũi, chẳng phải là chuyện tốt sao? Tiêu Càn Nhi không nói gì. Ông lão lại nói tiếp, dã tâm của Diệp tộc không chỉ lớn bình thường, năm đó bọn họ chính là đại tộc đứng đầu, mà bây giờ lại là Tiêu tộc ta, còn cho rằng bọn họ cam tâm. Hiện tại, có người gây rắc rối cho bọn họ. Cớ sao lại không làm? Tiêu Càn Nhi khẽ gật đầu, hiểu rồi. Ông lão cười nói, con cảm thấy Diệp Huyên này thế nào? Tiêu Càn Nhi khẽ lắc đầu, mạnh miệng, không thành thật. Ông lão nói ưu điểm. Tiêu Càn Nhi nhíu chặt mày, một lúc sau, nàng ta lắc đầu, hình như không có ưu điểm gì cả. Ông lão lắc đầu thở dài, nhà đầu này, người ta còn tặng con cả quà nữa mà. Tiêu Càn Nhi nhìn miếng vảy trong tay, vật này đúng là rất tốt, nhưng, hắn tặng vật này cho con chẳng chỉ là có mục đích khác mà thôi. Ông lão cười nói, con cảm thấy hắn có mục đích gì? Tiêu Càn Nhi lắc đầu, không biết. Ông lão khẽ cười, hắn là muốn thể hiện vật này không dung tục, từ đầu đến cuối hắn đều muốn nói cho chúng ta biết, thế lực sau lưng hắn rất mạnh. Tiêu Càn Nhi khẽ nói, hắn càng thể hiện ra, cũng đồng nghĩa thế lực sau lưng hắn càng yếu. Bởi vì nếu đủ mạnh thì hắn căn bản không cần phải thể hiện. Ông lão lắc đầu, không hoàn toàn như vậy. Hắn thể hiện ra, hắn có thể có được huyết mạch mạnh như vậy, vậy gia tộc hắn chắc chắn không đơn giản. Nói đến đây, ông ta nhìn Tiêu Càn Nhi, còn biết hắn xuất sắc điểm nào không? Tiêu Càn Nhi lắc đầu. Ông lão cười nói, hắn có thể đối mặt với ta mà nói chuyện thẳng thắn. Như vậy rất ưu tú rồi. Hắn là người thế giới bên ngoài, theo lý mà nói, cao thủ mạnh nhất từng gặp cũng chỉ đến trụ cảnh mà thôi, mà ông của con là ta đây đã vượt xa trụ cảnh, nhưng hắn đối mặt với ta lại không nịnh không kiêu, nói năng đĩnh đạc, nếu để con đi gặp người phụ nữ Diệp tộc kia, con có thể làm được như vậy không? Tiêu Càn Nhi do dự chốc lát, sau đó lắc đầu. Đừng nói là đối mặt với người phụ nữ Diệp tộc kia. Mà chỉ cần đối mặt với ông lão trước mặt này mà nàng ta cũng đã cẩn thận dè dặt, chỉ sợ nói sai lời.
Ông lão nhẹ giọng nói, người này có thể thản nhiên đối mặt với ta như vậy, chỉ có thể giải thích rằng, hắn từng nhìn thấy thế giới rộng lớn, hay nói cách khác, hắn từng thấy người mạnh hơn ta rồi. Tiêu Càn Nhi nhíu mày, sao có thể? Ông lão thấp giọng thở dài, nhà đầu, ghi nhớ câu này, chớ có khinh thường bất kỳ ai, kể cả người bên ngoài vĩnh sinh giới, tiếp đây, cứ để chúng ta nhìn Diệp Huyên này xem hắn muốn đối phó người phụ nữ kia thế nào. Nói rồi, ông ta cười nói, chắc chắn sẽ rất thú vị. Sau khi Diệp Huyên đưa mọi người rời khỏi Tiêu tộc, Hách Lập Ngôn nhìn Diệp Huyên, đến cổ tộc sao? Diệp Huyên lắc đầu. Hách Lập Ngôn lại nói, hai tông. Diệp Huyên lại lắc đầu, chúng ta quay về Diệp tộc. Hách Lạp Ngôn nhíu mày, quay về Diệp tộc. Diệp Huyên gật đầu, Ngôn cô nương, chúng ta chia tay từ đây vậy. Hách Lạp Ngôn nhìn Diệp Huyên, người thật sự muốn quay về. Diệp Huyên cười nói, đương nhiên. Nói xong, hắn ôm quyền, cáo từ. Nói rồi, hắn quay người rời đi. Hách Lạp Ngôn đột nhiên nói, có cần Hách Lạp tộc ta giúp gì không? Diệp Huyên dừng bước, hắn nhìn Hách Lạp Ngôn, hiện tại ta muốn Hách Lạp tộc ra tay trợ giúp, Hách Lạp tộc có làm được không? Hách Lạp Ngôn lắc đầu. Diệp Huyên cười nói, ta muốn nhờ cá nhân cô giúp ta một chuyện, có được không? Hách Lạp Ngôn nhìn Diệp Huyên, nói. Diệp Huyên lập tức dùng huyền khí truyền âm, không biết Diệp Huyên đã nói gì khiến con người Hách Lạp Ngôn co lại. Diệp Huyên khẽ cười, thời gian sắp tới đây. Ta sẽ bị cao thủ Diệp tộc giám sát, vì vậy, phải nhờ cô rồi. Nói xong, hắn đưa mọi người rời đi. Hách Lạp Ngôn đứng tại chỗ im lặng một lúc lâu rồi quay người rời đi. Sau khi quay về Diệp tộc, Diệp Huyên lập tức đi đến đại điện nơi Diệp Lăng Thiên chuyên để giải quyết công việc. Sau khi bước vào đại điện thì chỉ có một mình Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên nhìn Diệp Huyên, cười nói, đến Hách Lạp tộc và Tiêu tộc rồi. Diệp Huyên gật đầu. Diệp Lăng Thiên cười nói, có thể nói đi làm gì không? Diệp Huyên nói, đi tìm bọn họ đối phó với bà. Diệp Lăng Thiên chớp mắt, gương mặt càng tươi cười sáng rực, bọn họ đồng ý rồi sao? Diệp Huyên thấp giọng thở dài, không có. Diệp Lăng Thiên đi đến trước mặt Diệp Huyên, cười nói, thật sự không có. Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta thề, nếu ta nói dối thì mẹ ruột kiếp trước của ta sẽ chết không toàn thây, thi hài không còn. Gương mặt tươi cười của Diệp Lăng Thiên cứng đờ. Bên trong điện, mẹ con nhìn nhau. Một lúc sau, Diệp Lăng Thiên đột nhiên cười nói, người đúng là một đứa con ngoan. Diệp Huyên cười nói, bà cũng là một người mẹ tốt. Diệp Lăng Thiên khẽ cười, nào, đến gặp bạn bè của ngươi thôi. Vừa dứt lời, có mấy người đã xuất hiện trong diện. Người đi đầu là A Mệnh. Ngoài nàng ta, còn có cả nhóm An Lan Tú. Đều ở đây cả. Vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh, không nói gì. Lúc này, Diệp Lăng Thiên đột nhiên lại nói, còn có bất ngờ nữa. Nói rồi, bà ta khẽ vỗ tay. Lúc này, một cô gái bỗng xuất hiện bên trong điện. Khi nhìn thấy cô gái này, vẻ mặt Diệp Huyên lập tức trùng xuống. Người đến là Thác Bạt Ngạn. Diệp Lăng Thiên cười nói, ngươi cũng thật là, vậy mà lại để thê tử ở nơi như vậy sao được chứ? Nói rồi, bà ta đi đến bên cạnh Thác Bạt Ngạn, nắm lấy tay Thác Bạt Ngạn, cười nói, con dâu ta sao có thể ở một nơi như vậy chứ? Từ nay về sau, nàng ta cứ ở lại Diệp tộc ta là được. Ngươi yên tâm, ngươi ở bên ngoài dốc sức cho Diệp tộc ta thì ta sẽ chăm sóc nàng ta. Đương nhiên cả những người bạn kia của ngươi nữa. Diệp Huyên cười nói, có thể nói chuyện đe dọa một cách nhẹ nhàng bình thản như vậy đúng là chỉ có bà thôi. Diệp Lăng Thiên liếc mắt nhìn Diệp Huyên, sao có thể nói là đe dọa chứ? Mẹ đây là muốn tốt cho con. Diệp Huyên cười nói, được rồi, thực lực bà mạnh, bà nói gì cũng đúng cả. Diệp Lăng Thiên nhìn Diệp Huyên, cười nói, bỗng nhiên ta có chút thích con rồi. Con không chỉ biết thức thời thường đâu. Diệp Huyên khẽ cười. Sau đó nói, chúng ta nói về chuyện chính đi. Ta đã đoạt lấy mạch khoáng của Hách Lạp tộc núi Vĩnh Sinh rồi, bây giờ, bà có thể người rồi. Diệp Lăng Thiên nhìn Diệp Huyên chằm chằm, có thể nói cho ta biết tại sao Hách Lạp tộc lại cam tâm tình nguyện đưa mạch khoáng kia cho ngươi không? Ta rất muốn biết. Diệp Huyên chớp mắt, biết Hách Lạp Ngôn không? Diệp Lăng Thiên cười nói, đương nhiên,
nàng ta chính là vị hôn thê của ngươi, cũng là con dâu trước đây của ta. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, không có người phụ nữ nào ta không thu phục được cả. Diệp Lăng Thiên ngây người, một lúc sau, bà ta cười nói một, lợi hại. Thật lợi hại, Diệp Huyên cười nói, thả người đi. Diệp Lăng Thiên vỗ tay, một người đàn ông xuất hiện trong điện, chính là Trúc Ngôn. Diệp Huyên nhìn Diệp Lăng Thiên, 19 người. Diệp Lăng Thiên chớp mắt, cái gì mà 19 người? Diệp Huyên cười nói, không phải là bà muốn chơi xấu chứ? Diệp Lăng Thiên vội lắc đầu, ta đồng ý với ngươi là thả người, nhưng, không nói là khi nào thả người, người khác thì ta sẽ thả, nhưng không phải bây giờ. Diệp Huyên giơ ngón tay cái, lợi hại. Diệp Lăng Thiên cười nói, như nhau thôi. Diệp Huyên thấp giọng thở dài. Diệp Lăng Thiên có chút hiếu kỳ, sao lại thở dài? Diệp Huyên nhìn Diệp Lăng Thiên, trước khi đến, ta có tìm hiểu về bà, mặc dù năm đó bà làm ra chuyện kia, nhưng ta cảm thấy, bà là một cao thủ, một người kiêu hùng, một người phụ nữ khiến người ta không thể không phục. Nhưng bây giờ... Nói rồi, hắn lắc đầu thở dài. Diệp Lăng Thiên cười nói, bây giờ thì sao? Diệp Huyên nhìn Diệp Lăng Thiên, ta cảm thấy, giở trò sau lưng thì không xấu hổ, nhưng ta cảm thấy một cao thủ hẳn nên dùng chữ tín, không dùng chữ tín vậy thì bên ngoài là đã thua rồi. Năm đó ta thua bà, ta nhận thua, bỏ cuộc. Mà hiện tại, ta có được mạch khoáng hách lạp tộc, nhưng bà lại chơi chữ với ta, bà không chịu thua nổi sao? Diệp Lăng Thiên cười nói, người đang nói khích ta. Diệp Huyên lắc đầu, ta chỉ đơn giản cảm thấy. Một đối thủ không dùng chữ tín, thì không đáng được tôn trọng, địa vị của bà trong lòng ta thoáng chốc đã chẳng còn rồi. Nói rồi, hắn nhìn nhóm người Thác Bạt Ngạn, bà lấy bọn họ ra để khống chế ta, ta cũng không giận, nhưng, bà không giữ chữ tín thì khiến ta cảm thấy, chơi đùa với bà chẳng có chút thú vị gì cả. Nói xong, hắn vung hai tay, giết ta đi vậy. Chúng ta kết thúc trò khôi hài này thôi. Diệp Lăng Thiên nhìn Diệp Huyên. Vẫn tươi cười như cũ, đột nhiên ta cảm thấy, ngươi rất thú vị, bởi vì ngươi là một kẻ không theo một kế hoạch nào cả. Ta có chút mong đợi chiêu trò sau này của ngươi rồi. Nói rồi, bà ta quay đầu nhìn Sửu Nô bên cạnh, thả người. Sửu Nô liếc nhìn Diệp Huyên, sau đó quay người rời đi. Không lâu sau, 18 người còn lại cũng xuất hiện trong điện. 19 người do Trúc Ngôn dẫn đầu đều quỳ một gối với Diệp Huyên. Diệp Huyên gật đầu, đứng dậy đi. 19 người đứng dậy, sau đó lùi ra sau Diệp Huyên. Diệp Lăng Thiên cười nói, có chuyện này ta cảm thấy có chút nan giải, muốn để ngươi đi làm, bây giờ ngươi có thể không? Diệp Huyên cười nói, mẹ con chúng ta còn khách khí gì chứ? Nói đi, Diệp Lăng Thiên cười ha ha, sau đó nói, vĩnh sinh giới, thứ quan trọng nhất chính là vĩnh sinh chi khí, nhưng vĩnh sinh chi khí này cũng không phải vô hạn. Năm đó sau khi tiêu diệt Ma Kha, 4 gia tộc lớn và 2 tông môn đã kiểm soát suối nguồn Vĩnh Sinh. Chính là trung tâm của Vĩnh Sinh giới. Diệp Huyên trầm giọng nói, Vĩnh Sinh chi khí chính là từ suối nguồn Vĩnh Sinh ra. Diệp Lăng Thiên gật đầu, đúng vậy. Vì tránh để mọi người tranh giành suối nguồn Vĩnh Sinh mà liều mạng, nên năm đó các gia tộc lớn đã cùng bàn bạc một cách, chính là cứ mỗi 10 năm sẽ để thế hệ trẻ các gia tộc lớn thi đấu, sau đó phân chia Vĩnh Sinh chi khí dựa vào đó. Kể từ đó, mọi người đều không phải tranh giành, cách này vẫn kéo dài đến hiện tại. Mà vài năm nay, thế hệ trẻ Diệp tộc ta lại không được hăng hái tranh giành, vì vậy chúng ta chỉ có thể lấy được một ít tối thiểu mà thôi. Diệp Huyên cười nói, ta nói câu này, bà đừng giận. Có chút hăng hái thì đều bị bà diệt sạch rồi, ai còn dám hăng hái chứ? Diệp Lăng Thiên nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên cười nhạt, đừng giận, bà đừng có không thích ta đấy. Lần sau ta không nói nữa. Diệp Lăng Thiên cười nói, không giận, bởi vì chuyện ngươi nói là sự thật, năm đó giết ngươi, quả thực khiến thế hệ trẻ Diệp tộc ta suy yếu, mà ta chưa từng nghĩ đến hiện tại Diệp tộc ta ngay cả một người giống thiên tài cũng chưa xuất hiện. Diệp Huyên có chút không hiểu, năm đó bà hẳn đã nghĩ đến hậu quả này rồi, vậy sao bà còn muốn trừ khử ta? Diệp Lăng Thiên khẽ nhếch miệng, nếu không phải ta làm tộc trưởng, thì Diệp tộc này xem như là vô địch toàn vũ trụ, vậy có liên quan gì đến ta? Diệp Huyên lập tức giơ ngón tay cái, đỉnh. Xem như hắn hiểu rồi.
Người phụ nữ này căn bản không quan tâm sống chết của Diệp tộc. Đây thật sự là một người tàn nhẫn. Diệp Lăng Thiên cười nói, lần thi đấu này sắp bắt đầu rồi, ta muốn ngươi đoạt lấy vị trí đầu tiên, giành lấy phần vĩnh sinh chi khí nhiều nhất cho ta, có vấn đề không? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, có thể nói đến điều kiện không? Diệp Lăng Thiên nói, ngươi có thể nói thử xem, nhưng, ta không cam đoan sẽ đồng ý với ngươi. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta không nắm chắc được vị trí đầu. Bà cũng biết, hiện tại ta mới bước vào thần cảnh, vì vậy, ta muốn dùng chút tài nguyên của Diệp tộc, đạt đến ý cảnh, như vậy đối với Diệp tộc mà nói, hẳn là chuyện rất đơn giản, bà nói xem. Diệp Lăng Thiên không nói gì. Diệp Huyên cười nói, vốn dĩ ta muốn đạt đến trụ cảnh, nhưng, ta nghĩ có thể bà sẽ e ngại ta, vì vậy chỉ đến ý cảnh thôi. Diệp Lăng Thiên cười nói, e ngại ngươi, không đến mức đó, giúp ngươi đến ý cảnh, đương nhiên là chuyện rất đơn giản, nhưng ta có phần sợ ngươi chơi chiêu trò, nói thật, con người ngươi rất không thành thật, ta rất lo lắng. Diệp Huyên nhìn Diệp Lăng Thiên, trước thực lực tuyệt đối, mọi chuyện đều là phù du, không phải sao? Diệp Lăng Thiên gật đầu, ngươi nói như vậy, ta càng lo lắng hơn. Cái gì ngươi cũng biết, nhưng ngươi còn dám chơi như vậy. Ta rất lo lắng đấy. Diệp Huyên hô tay, vậy bà cứ giết ta đi. Diệt trừ hậu hỏa, Diệp Lăng Thiên liếc nhìn Diệp Huyên, không nỡ đấy. Ta từng giết ngươi một lần rồi, bây giờ lại giết ngươi lần nữa, ta sẽ đau lòng. Diệp Huyên khẽ nhếch miệng, mẹ nó, ta chết mới tin bà. Đừng nói là con trai, chỉ cần gây trở ngại cho bà ta, e rằng ngay cả cha ruột bà cũng giết mất. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên bỗng kinh sợ trong lòng. Mẹ nó. Đợi hỏi xem tộc trưởng Diệp tộc đời trước đã mất đi thế nào. Không chừng chính là do người phụ nữ này giết chết nữa. Nếu thật sự là người phụ nữ này giết chết. Diệp Huyên không dám nghĩ nữa. Lúc này, Diệp Lăng Thiên đột nhiên nói, sắp xếp một chút đi, để thế tử tăng cấp. Vừa dứt lời, một ông lão đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ông lão nhìn Diệp Huyên, thế tử đi theo ta. Diệp Huyên bỗng nói, ta có một yêu cầu. Diệp Lăng Thiên nhìn Diệp Huyên, cười không nói gì. Diệp Huyên nhìn nhóm người An Lan Tú, ta muốn bọn họ cùng thăng cấp với ta, chuyện này không vấn đề gì chứ. Diệp Lăng Thiên liếc nhìn nhóm người An Lan Tú, cho ta một lý do. Diệp Huyên nói, bọn họ đều là con dâu bà. Các gái nhóm An Lan Tú. Diệp Lăng Thiên nhìn Diệp Huyên, một lúc lâu sau, bà ta giơ ngón cái, đỉnh. Diệp Huyên cười nói, cũng không dùng bao nhiêu tài nguyên cả, hơn nữa, lần là ta liều mạng đi, bà cứ đồng ý đi. Diệp Lăng Thiên cười nói, người đúng là biết ăn nói. Cái miệng của người là cái miệng lợi hại nhất ta từng thấy, trước kia ngươi mà biết ăn nói như vậy, ta có thể đã không giết ngươi rồi. Đáng tiếc mà. Nói rồi, bà ta quay đều nhìn ông lão kia, sắp xếp cho bọn họ thăng cấp. Ông lão khẽ gật đầu, lúc này. Diệp Huyên lại nói, còn có một yêu cầu nhỏ nữa, cái cuối cùng. Đó là ta muốn thuộc hạ của bà tôn trọng ta đủ chừng mực, dù sao ta cũng là con trai bà. Hơn nữa, ta đại điện cho Diệp tộc đi tranh giành vĩnh sinh chi khí, mà bọn họ ai ai cũng nhìn ta như kẻ thù, khiến ta không thoải mái. Diệp Lăng Thiên ngẫm nghĩ, sau đó nói, được. Diệp Huyên gật đầu, vậy ta đi tu luyện. Nói xong, hắn dẫn theo nhóm người An Lan Tú quay người rời đi. Diệp Lăng Thiên nhìn Diệp Huyên rời đi, gương mặt tươi cười dần biến mất. Lúc này, một âm thanh trong tối đột nhiên vang lên, không nhìn thấu được người này, cẩn thận. Diệp Lăng Thiên cười nói, rất thú vị. Nói rồi, bà ta nhìn phía xa, quyết định sinh tử, không phải do bản thân, mà do người sau lưng hắn. Sửu Nô hẳn cũng đã đuổi theo được cô gái kia rồi. Tại Thần Khư, sau khi Sửu Nô đến Thần Khư, ông ta quét mắt nhìn xung quanh. Không phát hiện ra bất kỳ ai. Sửu Nô nhìn xung quanh, sau đó, ông ta lập tức biến mất nơi tinh không xa xôi. Ông ta nâng cao tốc độ đến cực điểm, những nơi đi qua, căn bản không gian đều không chịu nổi sức mạnh kinh người của ông ta, tất cả đều sụp đổ. Khoảng chừng một canh giờ sau, Sửu Nô đột nhiên quay đầu, a. Nói rồi, ông ta dừng lại. Trong vùng tinh không chưa biết ở bên phải ông ta. Ông ta nhìn thấy một cô gái. Cô gái váy trắng.
Bóng hình Sửu Nô khẽ di động, sau đó ông ta lập tức xuất hiện trước mặt cô gái váy trắng. Mà ngay khi vừa xuất hiện trước mặt cô gái váy trắng, ông ta mới phát hiện, bên cạnh cô gái váy trắng còn có một người đàn ông áo xanh. Trên vai người đàn ông áo xanh còn có một nhóc màu trắng, bên cạnh có một cô gái và một cô bé đứng đó. Người đàn ông áo xanh nhìn cô gái váy trắng, khẽ cười, chuyện gia nhập kiếm minh, đợi lát nữa chúng ta lại nói. Nói xong, y quay đầu nhìn Sửu Nô, có phải con trai ta lại gây họa rồi không? Các người tìm hiểu ngọn nguồn, tìm đến cha hắn là ta rồi sao? Nói rõ trước, chuyện hắn làm không liên quan đến ta, nếu các người muốn đánh hắn, thì xin cứ dùng sức, tuyệt đối đừng nương tay. Diệp Huyên. Sửu Nô nhìn người đàn ông áo xanh, sau đó cười nói, thì ra người là cha là ngươi cũng ở đây, thực sự quá tốt rồi. Nói rồi, ông ta quan sát người đàn ông áo xanh và cô gái váy trắng, vừa tận diệt luôn các ngươi. Hay lắm. Tận diệt. Người đàn ông áo xanh cũng cạn lời. Cô gái váy trắng nhìn Sửu Nô, không nói gì. Sửu Nô nhìn hai người họ, hai người các ngươi cùng lên đi. Người đàn ông áo xanh cười nói, có phải con trai ta lại làm gì rồi không? Sửu Nô nhìn người đàn ông áo xanh, cười nói, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Người đàn ông áo xanh lắc đầu, quả thực không biết. Sửu Nô cười lạnh, ngươi có biết Diệp tộc không? Diệp tộc. Người đàn ông áo xanh nhíu mày, Diệp tộc ở Vĩnh Sinh giới kia sao? Sửu Nô sửng sốt, sau đó nói, ngươi từng nghe đến. Người đàn ông áo xanh cười nói, từng nghe qua chút ít, sao vậy? Nói đến đây, y như nghĩ đến gì đó, bỗng nhiên hiểu ra, ta hiểu rồi, là nhân quả Diệp thần kia. Sao vậy, người đến Vĩnh Sinh giới rồi? Sửu Nô cười nói, hắn đã quay về Diệp tộc ta rồi. Diệp tộc. Nghe vậy, người đàn ông áo xanh nhíu chặt mày, cái tên này sao vậy? Đối thủ của hắn không phải dị duy tộc sao? Chớp mắt sao lại biến thành Diệp tộc Vĩnh Sinh giới rồi? Hắn điên rồi sao? Chơi đùa như vậy, cũng không biết phải trưởng thành chút. Nhị Nha bỗng nói, đứa nhỏ chắc là dậy thì trễ, đừng nóng. Người đàn ông áo xanh. Sửu Nô cười nói, không phải hắn đến tìm chúng ta, là chúng ta đi tìm hắn. Người đàn ông áo xanh ngây người, sau đó nói, ngươi chủ động đi tìm hắn. Sửu Nô nhìn người đàn ông áo xanh và cô gái váy trắng, theo như Diệp tộc ta điều tra, thì hai người các ngươi chính là chỗ dựa của hắn. Đọc tiếp tại Tam Linh 247 nhé. Đừng đọc ở website ăn cắp chuyện. Người đàn ông đang định nói thì cô gái váy trắng bên cạnh chợt lên tiếng, đúng. Sửu Nô nhìn cô gái váy trắng, cười nói, thái độ này của ngươi khiến lão phu rất không vui. Cô gái váy trắng đột nhiên nhìn sang người đàn ông áo xanh, Vĩnh Sinh giới ở đâu? Vẻ mặt người đàn ông áo xanh cứng đờ. Đương nhiên y biết cô gái này muốn làm gì. Cô gái này muốn trực tiếp tiêu diệt Diệp tộc của Vĩnh Sinh giới. Nhị Nha ở bên cạnh người đàn ông áo xanh khẽ liếm kẹo hồ lô, sau đó lùi ra sau lưng người đàn ông áo xanh. Mẹ nó, cô gái này lại sắp phát điên rồi. Cô gái váy trắng mở lòng bàn tay. Một thanh kiếm xuất hiện trong tay nàng, nàng nhìn người đàn ông áo xanh, sao? Người đàn ông áo xanh cười nhạt, hắn cũng ở Vĩnh Sinh giới, một kiếm này của cô chém xuống, chỉ e hắn cũng không còn nữa. Nghe vậy, cô gái váy trắng nhíu mày, kiếm hành đạo trong tay nàng cũng dần dần bình tĩnh lại. Ha ha! Lúc này, Sửu Nô ở bên cạnh đột nhiên cười lớn, thế nào, người muốn giết đến Vĩnh Sinh giới sao? Đúng là khiến lão phu cười chết mất. Cô gái váy trắng nhìn Sửu Nô, yếu như kiến con thì thôi vậy. Sao lại còn xấu như vậy chứ? Nhóm người đàn ông áo xanh. Sửu Nô nhìn cô gái váy trắng chằm chằm, xấu thì sao? Cô gái váy trắng nâng tay đánh ra một kiếm. Bù! Một kiếm lập tức xuyên qua giữa hàng mày Sửu Nô. Máu tươi tung tóe. Sửu Nô lập tức ngây người. Cô gái váy trắng liếc nhìn Sửu Nô, xấu thì đáng chết. Sửu Nô nhìn cô gái váy trắng chân chối, ánh mắt đầy kinh sợ, ngươi, tại sao ta không đỡ được một kiếm này của ngươi? Lúc này, trong lòng Sửu Nô vô cùng sợ hãi. Vừa nãy ông ta đã nhìn thấy cô gái váy trắng ra kiếm rồi. Nhưng, ông ta còn chưa kịp phản kháng gì đã bị một kiếm đâm vào giữa trán. Ngay cả sức đánh trả cũng không có.
Lúc này, những gì Sửu Nô biết trước đó đều vỡ vụn. Ngay cả cao thủ mạnh nhất Diệp tộc như Diệp Lăng Thiên cũng không thể dễ dàng miểu sát ông ta như vậy. Chẳng lẽ, cô gái này còn mạnh hơn cả tộc trưởng? Cô gái váy trắng căn bản không quan tâm đến Sửu Nô, nàng quay đều nhìn người đàn ông áo xanh, ta đi đây. Hắn thì giao cho ngươi, nếu hắn chết, ta sẽ giết chết các người. Nói xong, nàng quay người đi về phía xa. Người đàn ông áo xanh vội nói, cô không cân nhắc gia nhập kiếm minh sao? Cô gái váy trắng không hề dừng lại, hắn là kiếm chủ của kiếm minh sao? Người đàn ông áo xanh cười nói, sau này thì đúng. Cô gái váy trắng nói, đợi khi hắn làm thì lại nói với ta. Nói xong, nàng đã biến mất nơi chân trời. Rõ ràng, khi Diệp Huyên làm kiếm chủ thì nàng mới gia nhập kiếm minh. Người đàn ông áo xanh lắc đầu khẽ cười, cô gái này vẫn khó nói chuyện như vậy à? Không đúng. Nàng chỉ dễ nói chuyện với một người, chính là Diệp Huyên. Toàn bộ thiện ý và dịu dàng của nàng đều dành cho một mình Diệp Huyên. Lúc này, nhị nha ở bên cạnh người đàn ông áo xanh bỗng nói, Dương ca, nàng ta vẫn kiêu ngạo như vậy. Người đàn ông áo xanh cười ha ha, là rất kiêu ngạo. Nói rồi y lại nhìn sang Sửu Nô kia, Sửu Nô lúc này cả người vẫn ngơ ngác. Ông ta thực sự không thể chấp nhận được chuyện bản thân đã bị mưu sát. Ông ta lại bị người ta mưu sát, ông ta đã sống mấy chục vạn năm rồi đấy. Trước giờ ông ta chưa từng nghĩ rằng mình vô địch. Nhưng theo ông ta thấy, trên thế gian này người có thể giết chết ông ta cũng không quá 10 người. Nhưng vừa nãy, ngay cả sức đánh trả, ông ta cũng không có. Một kiếm kia của đối phương, đánh ra tùy ý như vậy, nhẹ nhàng như vậy. Đây là chuyện gì chứ? Người đàn ông áo xanh đột nhiên lên tiếng, hắn ở Diệp tộc vẫn ổn chứ? Sửu Nô nhìn người đàn ông áo xanh, có chút ngỡ ngàng, nàng ta là ai? Người đàn ông áo xanh cười nói, người nói cô gái vừa nãy sao? Sửu Nô gật đầu. Người đàn ông áo xanh cười nói, nàng ta tên Thiên Mệnh. Thiên Mệnh. Ánh mắt Sửu Nô mờ mịt, chưa từng nghe đến, bên ngoài vĩnh sinh giới lại còn có người mạnh như vậy. Mạnh. Người đàn ông áo xanh nói, đúng là rất mạnh, với vũ trụ hiện tại mà nói, thực lực nàng ta chỉ đứng sau ta thôi. Nghe vậy. Nhị Nha và Tiểu Bạch ở bên cạnh không nhìn được liếc nhìn người đàn ông áo xanh, hai đứa nhỏ đều há mồm trợn mắt. Còn Sửu Nô kia thì cả người khẽ run, ông ta nhìn người đàn ông áo xanh, run giọng nói, chỉ đứng sau ngươi. Người đàn ông áo xanh nghiêm túc nói, đúng vậy. Cổ họng Sửu Nô khẽ chuyển động, ngươi còn mạnh hơn nàng ta. Người đàn ông áo xanh cười nói, đương nhiên rồi. Nhị Nha và Tiểu Bạch nghe thấy lập tức lắc đầu. Cha con nhà này đều là người mặt dày. Người nào người nấy đều chẳng cần mặt mũi. Ở trước mặt người đàn ông áo xanh, Sửu Nô có chút nghi hoặc, người thật sự mạnh hơn nàng ta. Người đàn ông áo xanh cười nói, nào, ta chứng minh cho ngươi xem. Nói rồi, hắn đánh một chưởng lên vai Sửu Nô. Thoáng chốc, một luồng kiếm khí lập tức bảo vệ tâm mạch Sửu Nô, còn linh hồn vốn đã tiêu tan của hắn bỗng chốc khôi phục lại bình thường. Người đàn ông áo xanh chớp mắt, bây giờ ta sắp ra kiếm rồi. Sửu Nô lại quay người chạy đi. Tốc độ ông ta cực nhanh, chớp mắt đã biến mất nơi chân trời. Nơi này cách vĩnh sinh giới quá xa, ông ta căn bản không liên lạc được với Diệp Lăng Thiên, vì vậy, ông ta buộc phải vội vàng quay về báo cho Diệp Lăng Thiên, để Diệp Lăng Thiên có tâm lý chuẩn bị. Cô gái váy trắng kia quá kinh khủng, ngay lúc ấy, Sửu Nô đột nhiên dừng lại. Một thanh kiếm không biết từ khi nào đã xuyên qua trán ông ta. Mà lúc này, nhóm người đàn ông áo xanh đã xuất hiện trước mặt ông ta. Người đàn ông áo xanh nhìn Sửu Nô, cười nói, ngươi thấy kiếm này của ta thế nào? Sửu Nô. Người đàn ông áo xanh khẽ cười, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Đi tìm Tiêu huynh, kiếm minh này sao không có huynh ấy gia nhập được chứ? Ha ha. Nói xong. Nhóm người đi về tinh không sâu thẳm. Lúc này, nhị nha bên cạnh người đàn ông áo xanh đột nhiên hỏi, Dương ca, chỉ bằng tiêu diệt Diệp tộc kia đi. Sửu Nô ở phía sau nghe thấy, vẻ mặt cứng đờ. Người đàn ông áo xanh lắc đầu cười, thôi vậy,
Nếu hắn đã không dùng đến kiếm chủ lệnh thì chứng tỏ hắn muốn dựa vào sức mình chống lại Diệp tộc, cứ để hắn chơi đi. Nhị Nha do dự chốc lát rồi nói, không phải nói Diệp tộc lợi hại hơn Tiểu Huyên nhiều sao? Người đàn ông áo xanh ngẫm nghĩ, y quay đầu nhìn, đôi mắt chợt lóe chút lo lắng, một lúc sau, y điểm vào một tảng đá bên cạnh, một luồng kiếm quang lập tức đi vào sâu trong tinh không. Người đàn ông áo xanh xoa đầu Nhị Nha, cười nói, sắp xếp xong rồi. Đi thôi. Nhị Nha khẽ gật đầu. Không lâu sau, nhóm người đã biến mất nơi xa. Mà phía sau, Sửu Nô kia cả người càng lúc càng trở nên hư vô. Diệp tộc ta xong đời rồi. Khi ông ta biến mất hoàn toàn, trong đầu ông ta chợt hiện lên một suy nghĩ. Cô gái váy trắng kia đã kinh khủng như vậy rồi, lại còn có thêm người đàn ông áo xanh. Diệp tộc xoay sở thế nào? Không làm gì được. Chuyện quan trọng nhất là, đến hiện tại Diệp tộc vẫn không biết thực lực thật sự của hai người này. Tại Diệp tộc, Diệp Huyên ngồi xếp bằng trong một điện nhỏ, hai mắt hắn nhắm lại, hai tay để trên đầu gối. Tiến lên siêu thần. Có cao thủ đỉnh cao Diệp tộc chỉ điểm, với hắn mà nói, tiến lên thần cảnh thật sự không quá dễ dàng. Lúc này, âm thanh của thần thú bỗng vang lên, cậu nhóc, ta không hiểu suy nghĩ của ngươi lắm. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Diệp Huyên mở hai mắt, cười nói chơi. Thần thú trầm giọng nói, tên nhóc này, ta nói cho ngươi biết, người phụ nữ này không đơn giản, có thể ngươi không chơi lại được bà ta. Hơn nữa, Diệp tộc này cao thủ như rừng, đừng nói là ngươi bây giờ, dù ngươi có đạt đến ý cảnh cũng không thể tiêu diệt được Diệp tộc này. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Thần thú lại nói, ngươi thật sự không trực tiếp dùng đến kiếm chủ lệnh. Diệp Huyên lấy kiếm chủ lệnh kia ra, nhẹ giọng nói, tiền bối, ngươi biết tại sao ta vẫn không dùng đến lệnh này không? Thần thú hỏi, tại sao? Diệp Huyên cười nói, không phải ta cố chấp, mà là muốn cố gắng một chút, ta không muốn chưa kịp cố gắng đã dùng đến sức lực của cha, hơn nữa, ta cũng không muốn gửi toàn bộ hy vọng vào cha, nhớ đâu ngày nào đó cha không dựa được nữa. Thì lúc đó ta phải làm sao? Thần thú không nói gì. Diệp Huyên lại nói, kẻ địch mạnh hơn ta rất nhiều, nhưng, ta vẫn muốn bản thân cố gắng một chút. Nói rồi, hắn lại nhắm hai mắt. Dựa vào bản thân. Đây là suy nghĩ hiện tại của hắn. Thần thú bỗng nói, suy nghĩ này của ngươi cũng không sai, thế gian này, dựa vào bản thân mới là chính đạo. Nhưng, cậu nhóc, thực sự ngươi không có phần thắng gì cả. Diệp Huyên cười nói, cũng không phải không có. Ít nhất đến hiện tại, ta đã phát hiện một tin tức quan trọng. Thần thú có chút hiếu kỳ, cái gì? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, trong vĩnh sinh giới này, người không thích Diệp tộc, có Hách Lạp tộc và Tiêu tộc. Thần thú nói, bọn họ không thích Diệp tộc, nhưng bọn họ chắc chắn sẽ không liều mạng giúp ngươi chống lại Diệp tộc, trừ phi ngươi thể hiện thực lực mạnh. Diệp Huyên khẽ nhếch miệng, bọn họ sẽ giúp. Bởi vì chỉ cần có đủ lợi ích thì bọn họ nhất định sẽ ra tay. Thần thú có chút hiếu kỳ, ngươi chuẩn bị làm gì? Diệp Huyên càng cười kỳ dị hơn, tạm thời giữ bí mật. Nửa tháng sau, Diệp Huyên trực tiếp đạt đến siêu thần cảnh. Còn nhóm An Lan Tú và A Mệnh vẫn đang tu luyện. Diệp Huyên đứng dậy rời khỏi đại điện, hắn nhìn xung quanh, sau đó đi về phía xa. Không lâu sau, hắn đã đến một sân nhỏ. Nhóm người Trúc Ngôn và Mục Thánh đều đang ở đây. Nhìn thấy Diệp Huyên đi đến, mọi người đều hành lễ. Diệp Huyên nhìn Trúc Ngôn, hiện tại cảm thấy thế nào? Trúc Ngôn trầm giọng nói, vết thương không còn đáng lo. Nhưng cảnh giới thì tụt giảm rất nhiều. Bây giờ chúng ta ở Diệp tộc, đã bị thụt lùi quá nhiều. Nói rồi, vẻ mặt người này cũng buồn bã hơn. Bây giờ cuối cùng cũng hiểu được tại sao người phụ nữ kia lại chịu thả bọn họ ra. Bởi vì bọn họ bây giờ đối với Diệp tộc căn bản chẳng có sức uy hiếp gì cả. Không chỉ thực lực thụt lùi nghiêm trọng, mà còn không có tâm phúc và binh quyền. Tạo phản. Căn bản không làm nổi. Diệp Huyên cười nói, không sao, các ngươi không cần phải liều mạng. Trúc Ngôn trầm giọng nói, Diệp thiếu, người có kế hoạch gì không? Diệp Huyên lắc đầu khẽ cười, ta có thể có kế hoạch gì chứ? Ta đánh cũng không đánh được người phụ nữ đó, người lại không có nhiều, ta có thể làm gì được?
Trúc Ngôn có phần không cam tâm, chẳng lẽ thế tử lại cam tâm thần phục như vậy? Diệp Huyên khẽ cười, Trúc Ngôn, không cần hỏi nhiều về chuyện khác nữa. Hiện tại chuyện các ngươi cần làm là tu luyện cho tốt. Nói rồi, hắn nhìn đạo kiếm A Tị và Mục Thánh, hai người cũng vậy. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trúc Ngôn nhìn Diệp Huyên rời đi, trầm tư không nói. Ở bên ngoài, âm thanh thần thú đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyên, tiểu tử, ngươi không tin bọn họ. Diệp Huyên cười nói, tại sao lại nói vậy? Thần thú cười nói, từ đầu cho đến tận bây giờ, ta cảm thấy ngươi không quá tin tưởng 19 người này. Diệp Huyên lắc đầu, tiền bối nghĩ nhiều rồi, ta không phải không tin bọn họ, chỉ là có chút đề phòng. Bởi đã nhiều năm trôi qua như vậy, cái gì cũng dễ thay đổi, nếu bọn họ vẫn như ban đầu thì bọn họ hẳn sẽ có một kết cục có hậu, còn nếu bọn họ... Nói rồi, hắn lắc đầu khẽ cười, nói chung, ta hy vọng bọn họ có thể có một kết cục có hậu. Thần thú cười nói, nhóc con, ta vẫn nói câu nói kia, ta cảm thấy ngươi không có phần thắng gì cả. Nhưng, ta cũng biết tên nhóc nhà ngươi không đơn giản, nham hiểm vô cùng, chỉ có thể nói, rất mong chờ biểu diễn tiếp theo của ngươi. Diệp Huyên cười khổ, chỉ có thể nói là liều mạng đánh cược. Thần thú cười ha ha, người trẻ tuổi thì nên liều mạng. Diệp Huyên hít sâu một hơi, hắn nhìn bầu trời phía xa, vậy bắt đầu thôi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nơi nào đó trong điện, Diệp Lăng Thiên yên lặng ngồi đó, trước mặt bà ta là một ông lão áo đen, bên hông ông lão áo đen có một thanh trường đao. Hai người đang đánh cờ. Diệp Lăng Thiên đột nhiên cười nói, gần đây hắn đang làm gì? Ông lão áo đen nói, ngoài tu luyện thì không làm gì cả. Diệp Lăng Thiên nhìn ông lão áo đen, cười nói, an phận vậy sao? Ông lão áo đen gật đầu, an phận đến mức không bình thường. Diệp Lăng Thiên khẽ cười, tên này không biết lại đang nghĩ chuyện xấu gì nữa. Ông lão áo đen hạ cờ xuống, sau đó nói, giết. Diệp Lăng Thiên im lặng, như đang suy nghĩ gì đó. Ông lão áo đen nhẹ giọng nói, người này không phải Diệp Thần năm đó. Nghe vậy, Diệp Lăng Thiên khẽ nheo mắt. Không phải Diệp Thần năm đó. Nếu cho Diệp Huyên cơ hội, Diệp Huyên sẽ không do dự tiêu diệt Diệp tộc. Lúc này, ông lão áo đen lại nói, người sau lưng hắn, thực lực chưa biết, mà chưa biết có nghĩa là mọi thứ đều có khả năng. Vì vậy, kẻ này phải giết, để tránh nuôi hổ làm loạn. Diệp Lăng Thiên cười nói, sau trận đấu các gia tộc lớn, thì giết. Ông lão áo đen muốn nói lại thôi. Diệp Lăng Thiên cười nói, chúng ta phải có một lần thắng lợi, sau đó để chúng ta nắm lại quyền lên tiếng. Nếu không, nếu bọn họ ra tay trước, tiêu tộc và hách lạp tộc còn lại chắc chắn sẽ liên thủ. Quy tắc trước đây tạm thời không thể phá vỡ, vì vậy chúng ta theo quy tắc, trận thi đấu kết thúc, thì hắn có thể chết rồi. Ông lão áo đen khẽ gật đầu. Diệp Lăng Thiên quay đầu nhìn bên ngoài đại điện, cũng không biết Sửu Nô đã tìm được cô gái kia hay chưa. Một tháng sau, dưới sự trợ giúp của Diệp tộc, Diệp Huyên đã đạt đến diệt thần cảnh. Không thể không nói, Diệp Huyên có chút cảm khái, tu luyện ở nơi này, thật sự nhanh quá. Xuất thân của một người, quả thực rất quan trọng. Xuất thân ở bên ngoài và xuất thân từ Diệp tộc, quả thực khác một trời một vực. Đương nhiên, xuất thân không tốt thì càng phải nỗ lực. Diệp Huyên thôi suy nghĩ, hắn đi ra ngoài đại điện, lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, tộc trưởng cho mời. Diệp Huyên cười nói, đi thôi. Nhờ bóng người kia dẫn đường, Diệp Huyên đã đến đại điện kia của Diệp Lăng Thiên. Bên ngoài điện, Diệp Lăng Thiên nhìn Diệp Huyên, cười nói, tốc độ tu luyện rất nhanh, không tệ. Diệp Huyên ngồi trước mặt Diệp Lăng Thiên, người yêu nghiệt nhất tiêu tộc là ai? Diệp Lăng Thiên rót một chén trà cho mình, sau đó nói, Tiêu Cản Nhi. Tiêu Cản Nhi. Trong đầu Diệp Huyên xuất hiện hình ảnh cô gái đã gặp ngày hôm đó. Lúc đó không có cảm giác gì, nhưng hiện tại nghĩ kỹ lại, thì hơi thở cô gái kia hoàn toàn không có, sâu không lường được. Diệp Huyên lại hỏi, nàng ta là ý cảnh. Diệp Lăng Thiên nhìn Diệp Huyên, trụ cảnh đỉnh cao. Không đúng, bây giờ chắc hẳn nàng ta đa là bán bộ giới hạn cảnh rồi. Diệp Huyên nhíu mày, giới hạn. Diệp Lăng Thiên cười nói, trụ cảnh có thể thực chất hóa thời gian,
hình thành dòng sông thời gian, còn giới hạn cảnh chính là đạt đến cực hạn của duy độ thời gian, cũng chính là điểm giới hạn của thời gian. Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, điểm giới hạn thời gian là gì? Diệp Lăng Thiên mở lòng bàn tay, sau đó khẽ vung lên, một dòng sông thời gian đã xuất hiện bên cạnh. Diệp Lăng Thiên nói, đây chính là dòng sông thời gian. Nói rồi, bàn tay bà ta khẽ siết lại. Dòng sông thời gian kia lập tức bị ép thành một điểm, nhỏ như hạt bụi. Diệp Huyên ngây người. Diệp Lăng Thiên điểm tay, chấm kia lập tức bám vào đầu ngón tay bà ta nhìn Diệp Huyên, cười nói, ngón tay ta điểm xuống cũng có thể dễ dàng tiêu diệt cả thế giới. Diệp Huyên trầm mặc, kinh khủng như vậy sao? Diệp Lăng Thiên khẽ vung tay, chấm trên đầu ngón tay kia lập tức biến mất, bà ta nhìn Diệp Huyên, cười nói, còn có thứ khác kinh khủng hơn, có muốn xem thử không? Thị uy. Diệp Huyên cười ha ha, không cần phải xem thử, ta biết bà rất mạnh, ít nhất ta khẳng định là không đánh được bà. Diệp Lăng Thiên nhìn Diệp Huyên, ngoại trừ Tiêu Càn Nhi, còn có một mình ngươi phải cẩn thận, chính là cổ sử của cổ tộc, theo tin tình báo chúng ta có được, người này không hề tầm thường. Nhưng vẫn luôn rất khiêm tốn, nhưng lần này, chắc hẳn hắn sẽ không còn khiêm tốn nữa, vì chuyện này liên quan đến lợi ích của cổ tộc bọn họ. Ngoài hắn ta, Hách Lạp tộc và hai tông còn lại ngươi cũng phải cẩn thận, bởi vì mỗi lần đều sẽ xuất hiện ngựa đen. Đương nhiên, ngoài lúc mà ngươi còn sống, thời đại đó chính là thời đại của ngươi, không có người trẻ tuổi nào là đối thủ của ngươi cả. Diệp Huyên cười nói, nếu chúng ta giành được hạng đầu, thì có thưởng không? Diệp Lăng Thiên cười nói, thưởng vĩnh sinh cho ngươi. Diệp Huyên cười hỏi, vĩnh sinh chi khí. Diệp Lăng Thiên cười càng sáng lạn, đúng vậy. Diệp Huyên gật đầu, làm. Diệp Lăng Thiên cười nói, chuẩn bị đi, nửa tháng sau sẽ bắt đầu rồi. Diệp Huyên gật đầu, được. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Lăng Thiên nhìn Diệp Huyên đi về phía xa, một lúc sau, bà ta chậm rãi nhắm mắt lại. Một lúc sau, Diệp Lăng Thiên nhẹ giọng nói, vẫn không có tin tức của Sửu Nô. Ở bên cạnh, một ông lão áo đen đột nhiên xuất hiện. Ông lão áo đen lắc đầu, không có. Diệp Lăng Thiên mở mắt nhìn ra ngoài điện, nói như vậy, chắc hắn đã chết rồi. Ông lão áo đen gật đầu, chết rồi. Diệp Lăng Thiên cười nói, xem ra, chúng ta đã đánh giá thấp người phụ nữ này rồi. Ông lão áo đen hỏi, ta đi một chuyến. Diệp Lăng Thiên lắc đầu, không nhất thiết phải vậy. Nói rồi, bà ta khẽ nói, ta tin rằng, đợi đến khi tên kia sắp chết thì nàng ta sẽ tự mình xuất hiện. Ông lão áo đen khẽ gật đầu, lẳng lặng biến mất. Diệp Huyên quay về căn phòng của mình, bên trong phòng, hắn ngồi xếp bằng dưới đất. Cứ như vậy, Diệp Huyên trầm mặc khoảng chừng một canh giờ. Một canh giờ sau, Diệp Huyên đột nhiên đứng dậy rời đi. Trong thời gian này Diệp Huyên luôn đi dạo trong tộc, mỗi ngày đều đi dạo nơi này một chút, nơi kia một ít, thỉnh thoảng sẽ cố ý gây chút rắc rối. Mà trong Diệp tộc, không có cao thủ nào quan tâm hắn. Bởi vì hiện tại người của Diệp tộc đều biết, Diệp Huyên sắp đại diện Diệp tộc tham gia thi đấu. Quan trọng nhất là thái độ Diệp Lăng Thiên đối với Diệp Huyên, hiện tại có rất nhiều người Diệp tộc đều không hiểu nổi thái độ của Diệp Lăng Thiên. Hai mẹ con này có lúc cười nói, căn bản chẳng giống kẻ thù. Mà Diệp Huyên thì hoàn toàn xem bản thân là thế tử. Đi đến đâu cũng tự xưng là bản thế tử. Cứ như vậy, Diệp Huyên dạo chơi nửa tháng này, người trong Diệp tộc căn bản đều biết hắn cả rồi. Hôm nay, đã đến ngày thi đấu. Bốn tộc lớn và hai tông lớn trong Vĩnh Sinh giới tề tựu tại Vĩnh Sinh Cốc, trong Vĩnh Sinh Cốc này có suối nguồn Vĩnh Sinh truyền thuyết kia. Mà ở nơi này, có cao thủ của bốn tộc lớn và hai tông lớn chấn giữ. Một nơi nào đó trên tầng mây, Diệp Lăng Thiên nhìn xuống Vĩnh Sinh Cốc bên dưới, không biết đang nghĩ gì. Bên cạnh bà ta, là Diệp Huyên và ông lão áo đen mang đao kia, ngoài ra, sau lưng hai người còn có các cao thủ Diệp tộc. Diệp Thiên và Diệp Thiến cũng có mặt. Diệp Lăng Thiên nhìn Vĩnh Sinh Cốc bên dưới, cười nói, suối nguồn Vĩnh Sinh trong này, thật sự rất mê người. Diệp Huyên nhìn Diệp Lăng Thiên, cười lớn nói, mẫu thân đại nhân yên tâm, hôm nay ta sẽ chiến thắng các tộc, giành vị trí đầu cho người. Tiếng mẫu thân đại nhân này nói rất lớn,
các cao thủ Diệp tộc trong sân đều nghe thấy rõ ràng. Diệp Lăng Thiên nhìn Diệp Huyên, gương mặt tươi cười dần biến mất, bởi vì đây là lần đầu tiên Diệp Huyên gọi bà ta là mẫu thân. Ngay lúc này, trong sân bỗng xảy ra chuyện kỳ lạ, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Lăng Thiên. Người đến chính là tộc trưởng Tiêu tộc, Tiêu Thiên. Tiêu Thiên nhìn Diệp Lăng Thiên, cười nói, Diệp tộc trưởng, lão phu ngứa tay, muốn tìm ngươi mài giữa một chút, ngươi không phiền chứ. Nói rồi, ông ta đột nhiên vung tay. Thoáng chốc, vị trí của ông ta và Diệp Lăng Thiên đã trở nên hư ảo. Thay đổi thời không? Diệp Lăng Thiên nheo mắt, đang định ra tay thì lúc này, lại một bóng người xuất hiện trước mặt bà ta. Người này chính là tộc trưởng Hách Lạp tộc, Hách Lạp Liêm. Hách Lạp Liêm khẽ đè tay phải, chớp mắt ba người họ đã lập tức biến mất. Chuyện xảy ra đột ngột khiến các cao thủ Diệp tộc trong sân đều ngây người. Lúc này, ông lão áo đen mang đao bên cạnh bỗng quay người tức giận nhìn Diệp Huyên, là ngươi. Ngươi cấu kết với người ngoài mưu hại gia tộc. Trong sân, tất cả cao thủ Diệp tộc đều nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn ông lão áo đen mang đao, tức giận nói, bà ấy là mẫu thân ta, ngươi lại nói ta hại mẫu thân ta. Ngươi có mưu mô gì? Nói rồi, hắn quay người nhìn những cao thủ Diệp tộc kia, Diệp thần ta năm đó thà cam tâm chịu chết, cũng chưa từng phản lại mẫu thân ta, sao ta có thể liên thủ với người ngoài hại bà ấy chứ? Ai không biết Diệp thần ta là đứa con có hiếu nhất vĩnh sinh giới này chứ? Mọi người! Đứa con có hiếu nhất? Không thể không nói, Diệp thần ở vĩnh sinh giới quả thực có thể xứng danh là đứa con có hiếu. Năm đó hắn vốn dĩ là có cơ hội phản kháng, dù sao người đứng về phía hắn cũng khá nhiều, huống hồ đều có thực quyền, lại thêm bên ngoài có Hách Lạp tộc, hắn hoàn toàn có cơ hội chống lại Diệp Lăng Thiên. Nhưng, hắn lại không lựa chọn như vậy. Nếu không phải Hách Lạp ngôn buộc hắn đi, có lẽ hắn sẽ cam nguyện chịu chết. Cũng chính vì như vậy, Hách Lạp tộc vẫn khó chịu. Đối diện với Diệp Huyên, ông lão áo đen nhìn hắn chằm chằm, ngươi còn muốn ngụy biện. Nói rồi, tay trái ông ta đã đặt trên thanh đao kia, ánh mắt đầy sát ý. Diệp Huyên đột nhiên lại cười lạnh, thế nào, người muốn giết thế tử Diệp tộc sao? Ông lão áo đen cười lạnh, người thì thế tử gì chứ? Diệp Huyên đột nhiên giống giận, láo xược, mẫu thân ta đích thân phong ta là thế tử Diệp tộc, chẳng lẽ người mắt mù rồi sao? Ông lão áo đen nhìn Diệp Huyên chằm chằm, Diệp Huyên, người chơi mấy chiêu trò vô dụng này có ý nghĩa sao? Diệp Huyên cười nói, vừa nãy ngươi nói ta câu kết với Tiêu tộc, ngươi có chứng cứ không? Ông lão ác đen cười lạnh, lão phu không cần chứng cứ. Vừa dứt lời, ông ta lập tức lao về phía Diệp Huyên. Rõ ràng, ông ta muốn trực tiếp giết chết Diệp Huyên. Mà lúc này, một bóng người đột nhiên lao ra từ trong cơ thể Diệp Huyên. Chính là thần thú. Trước mặt Diệp Huyên, một tiếng nổ bỗng vang dội khắp nơi. Sau đó, thần thú và ông lão áo đen liên tục lùi về sau. Sau khi thần thú dừng lại, nó nhìn ông lão áo đen, ánh mắt có chút nặng nề. Ông lão áo đen liến nhìn thần thú, đang định ra tay tiếp thì lúc ấy, Diệp Huyên bỗng tức giận chỉ vào ông lão áo đen, nhất định là ngươi cấu kết với Tiêu tộc, muốn chia cắt Diệp tộc ta. Chia cắt Diệp tộc. Nghe vậy, toàn bộ cao thủ Diệp tộc trong sân đều nhìn ông lão áo đen. Thật ra, lúc này bọn họ đều ngỡ ngàng. Đương nhiên bọn họ tôn trọng Diệp Lăng Thiên, nhưng bây giờ Diệp Lăng Thiên không có ở đây, vậy vấn đề đến rồi. Bọn họ nên nghe ai? Diệp Huyên. Dưới tình huống bình thường, nghe theo Diệp Huyên cũng không sai, dù sao hiện tại Diệp Huyên chính là thế tử Diệp tộc, nhưng ai lại không biết quan hệ giữa Diệp Lăng Thiên và Diệp Huyên. Ban đầu Diệp Lăng Thiên suýt nữa đã giết chết Diệp thần rồi. Nhưng hiện tại, Diệp Lăng Thiên lại đón Diệp Huyên vào Diệp tộc, hơn nữa, còn phong làm thế tử, còn để hắn đại diện Diệp tộc tham gia trận đấu. Rất nhiều cao thủ Diệp tộc đều không rõ ý đồ của Diệp Lăng Thiên. Hai mẹ con này đã làm hòa rồi sao? Thấy vẻ mặt những cao thủ Diệp tộc trong sân kia, sắc mặt ông lão áo đen lập tức u ám, sao ông ta không biết tâm lý những cao thủ Diệp tộc này được chứ? Chuyện lợi dụng Diệp Huyên. Chỉ có ông ta và một vài người biết được. Mà chuyện này, đương nhiên Diệp Lăng Thiên không thể đi nói với người bên dưới. Giờ thì hay rồi. Bị Diệp Huyên lợi dụng rồi.
Chẳng trách gần đây tên này cả ngày đều đi dạo trong Diệp tộc, hơn nữa còn thường xuyên xưng là bản thế tử. Tên này cố ý. Có âm mưu. Nghĩ đến đây, ông lão áo đen lại bình tĩnh lại. Diệp Huyên chắc chắn có kế hoạch. Nghĩ đến đây, ông ta ngẩng đầu nhìn bầu trời, lúc này, ông ta đã không còn cảm nhận được tồn tại của nhóm người Diệp Lăng Thiên nữa. Hai cao thủ siêu cấp bắt tay. Lúc này, Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên nhìn người thủ hộ Diệp Thiên ở phía xa, thấy Diệp Huyên nhìn sang, Diệp Thiên khẽ cúi đầu, không nói gì. Rõ ràng, ông ta biết Diệp Huyên muốn làm gì. Diệp Huyên cười nói, người thủ hộ Diệp Thiên, người vẫn nhận thế tử ta đây chứ? Diệp Thiên nhìn Diệp Huyên, vẫn không nói gì. Trong sân, mọi người đều đang nhìn Diệp Thiên. Đều không phải kẻ ngốc, rõ ràng đều biết rõ ý đồ của Diệp Huyên rồi. Bây giờ Diệp Huyên muốn đoạt quyền. Nhưng, hắn dựa vào đâu? Thực lực. Thực lực mới là tất thảy. Sở dĩ người Diệp tộc tôn trọng Diệp Lăng Thiên, là bởi vì thực lực, Diệp Huyên có thực lực kia sao? Rõ ràng là không. Diệp Thiên nhìn Diệp Huyên, vẫn không nói gì. Không nói gì, chính là từ chối. Diệp tộc hiện tại, cần Diệp Lăng Thiên, chứ không phải Diệp Huyên. Chỉ khi có Diệp Lăng Thiên, Diệp tộc mới có thể không bị người ức hiếp, mới có cơ hội trở thành gia tộc đứng đầu vĩnh sinh giới. Ông ta không thích Diệp Lăng Thiên, nhưng ông ta hy vọng Diệp tộc trở nên tốt hơn. Lúc này, ông lão áo đen ở bên cạnh đột nhiên cười lạnh, Diệp Huyên, ngươi cho rằng liên thủ với Hách Lạp tộc và Tiêu tộc là có thể khống chế được Diệp tộc, ngươi có thể đoạt quyền, thật nực cười. Nực cười, ngươi hỏi xem mọi người Diệp tộc trong sân này, bọn họ tôn trọng ngươi sao? Tôn trọng sao? Diệp Huyên khẽ cười, rõ ràng là không tôn trọng. Ông lão áo đen cười châm chọc, xem ra ngươi vẫn không ngốc đến mức không nhìn rõ thực tế. Lúc này ông ta lại nhẹ nhõm hơn, đọc tiếp tại Tam Linh 247 nhé, đừng đọc ở website ăn cắp chuyện. Diệp Huyên căn bản không có thực lực chinh phục được các cao thủ Diệp tộc. Những người này cũng sẽ không tôn trọng Diệp Huyên bây giờ quá yếu. Giữa Diệp Huyên và Diệp Lăng Thiên, mọi người sẽ không do dự mà chọn Diệp Lăng Thiên. Ngay lúc này, Diệp Huyên đột nhiên lắc đầu khẽ cười, lầm bầm tự nói, chuyện ta có thể làm vì ngươi, cũng chỉ có chừng này được thôi. Chuyện tiếp theo, phải xem bản thân ngươi thôi. Vừa dứt lời, hắn chậm rãi nhắm hai mắt. Lúc đó, một luồng hơi thở mạnh mẽ đột nhiên tràn ra từ trong cơ thể Diệp Huyên. Thoáng chốc, toàn bộ cao thủ Diệp tộc xung quanh Diệp Huyên lập tức bị đẩy lùi liên tục, đồng thời, không gian xung quanh lúc này cũng sôi sục. Nhìn thấy vậy, vẻ mặt mọi người trong sân đều biến sắc. Lúc này, ông lão áo đen kia đột nhiên kinh ngạc nói, ngươi sắp thức tỉnh. Nói rồi, ông ta lập tức rút đao chém về phía Diệp Huyên. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên mở bừng hai mắt, hắn vung tay áo. Chỉ chớp mắt, ông lão áo đen lập tức bị đánh bay cả mấy trăm nghìn trượng. Diệp thần. Trong sân, các cao thủ Diệp tộc đều nhìn Diệp Huyên chằm chằm, không đúng, phải là Diệp thần. Lúc này, Diệp Huyên tình nguyện tự phong ấn linh hồn bản thân, để ký ức Diệp thần khôi phục. Thật ra, như vậy cũng có chút mạo hiểm. Thực lực hiện tại của hắn vẫn không bằng Diệp thần, chỉ động để ký ức Diệp thần thức tỉnh, nếu Diệp thần hài lòng thì hắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng, hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn chỉ có thể để Diệp thần để giải quyết chuyện Diệp tộc. Mối họa Diệp tộc này, hắn gánh không nổi. Đây vốn dĩ cũng không phải họa của hắn. Ngay lúc Diệp thần thức tỉnh, một nơi nào đó trong tinh không, một cô gái mặc váy trắng đột nhiên dừng bước, nàng quay đầu nhìn, vừa nhìn lập tức đã thấy được vĩnh sinh giới, ánh mắt nàng vô cùng lạnh lẽo. Diệp thần thức tỉnh như cảm nhận được, hắn quay đầu, hắn cũng nhìn thấy cô gái váy trắng. Diệp thần khẽ hành lễ, xử lý chuyện này xong, tự ta sẽ biến mất. Ánh mắt cô gái váy trắng càng lạnh hơn. Diệp thần cười khổ, Diệp huynh, phiền ngươi nói một câu đi. Bên trong cơ thể Diệp thần, Diệp Huyên trầm giọng nói, là Thanh Nhi sao? Diệp thần gật đầu. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, Thanh Nhi, cho ta chút thời gian. Trong tinh không, cô gái váy trắng rời tầm mắt, quay người rời đi. Tại vĩnh sinh giới,
Diệp Thần lắc đầu khẽ cười. Xem như hắn đã hiểu rồi. Cô gái váy trắng trông như nuôi thả Diệp Huyên, thực ra mọi lúc nàng đều có thể phát hiện Diệp Huyên, hơn nữa mọi lúc đều có thể ra tay. Nàng không ra tay thì chỉ có một nguyên do, chính là Diệp Huyên chưa thực sự gặp phải thời khắc sinh tử. Mà lúc này bản thân hắn thức tỉnh, lại có thể đe dọa đến Diệp Huyên. Bởi vì hắn có thể xóa bỏ ý thức của Diệp Huyên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 151.